Các bạn đang tham dự trực tuyến buổi Nursing Workshop chủ đề là lợi thế ngành y tá, cơ hội định cư cho do du học xét tổ chức với mong muốn là cung cấp thông tin cũng như là định hướng ngành nghề cho các bạn đang quan tâm đặc biệt cái chuyên ngành này. Chiều ngày hôm nay du học xét rất hân hạnh được chào đón sự tham dự khách mời thứ nhất là của trường Đại học Tây Sydney và các quý đối tác như trung tâm PTE Magic, CCL Magic, và ngoài ra chúng ta còn có thêm một khách mời rất đặc biệt nữa là bạn Dũng Trần. Bạn là một set alumni và cũng là một nhân viên y tế có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Trong buổi workshop ngày hôm nay, các bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về ngành nursing thông qua sự chia sẻ của trường Western Sydney. Trường là một trong top các trường nổi bật nhất về đào tạo chuyên ngành này. Ngoài ra bạn còn được lắng nghe những kinh nghiệm thực tế trong quá trình học tập, từ học tập đến làm việc trong lĩnh vực sức khỏe và con đường PR của bạn Dũng đã trải qua như thế nào. Trước khi bắt đầu vào buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành một vài phút giao lưu và làm quen với các khách mời trước nha. Đầu tiên xin giới thiệu cô Janice Tan. Cô là giám đốc tuyển sinh quốc tế của trường Đại học Tây Sydney. Hi Janice. On behalf of SET Education, first of all, thank you so much for joining the event with us today. Could you please introduce a little bit about yourself? Yes. Hi, Gina. I am very honored to be here today. And thank you as well, SET, for organizing. I have to say, I'm very happy to see so many of you here today on a Friday evening. Thank you so much for giving me time. My name is Janice. You can call me Jin. That's a lot easier. I am the International Regional Manager at Western Sydney University. So I guess today I'll be talking to you all about mainly nursing, nursing programs, our facilities. But if any of you here who are interested in a different program other than nursing, feel free to ask me questions, chat with me in the Q&A session. Thanks so much, Jean. We'll get back to you shortly. Sure. Kế bên là bạn Dũng ha. Dũng ơi, em giới thiệu chút xíu và mình cùng để các bạn học sinh cùng làm quen nha em. Dạ, hello các bạn. Mình là Dũng ha. Mình đang là một nhân viên y tá làm việc ở các bệnh viện ở Sydney. Thì xin cảm ơn Seth ngày hôm nay đã tạo cơ hội cho em tới đây để chia sẻ cái kinh nghiệm đi học cũng như làm việc, cũng như là nộp hồ sơ xin sinh thường trú nhân cho các bạn. Thì lát nữa nếu mà các bạn có câu hỏi nào thì cứ đặt cho mình, thì mình sẽ cố gắng trả lời trong cái khả năng của mình ha. Cảm ơn Dũng nhiều. Yeah. Các bạn quan tâm ngành nurse thì chắc chắn cũng biết được một trong những yêu cầu khá quan trọng để nhập học chuyên ngành này là yêu cầu bắt buộc về phần tiếng Anh ha. Thậm chí đây cũng là yêu cầu mà để các bạn hoàn thành khóa học xin giấy phép đăng ký hành nghề nữa. Do vậy tham dự cùng với chúng ta ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của chị Yến Phạm. Chị là co-founder và là head trainer tại PTE Magic, sẽ chia sẻ cho các bạn các bài thi PTE, sự khác biệt của IELTS và chị còn mang đến những cái ưu đãi hấp dẫn cho các bạn học sinh tham dự hôm nay nữa. Chị Yến ơi, mình cùng say hi với các bạn nha chị. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Yến Bành ha, mình là co-founder và là head trainer của PTE Magic tại Sydney. Rất hân hạnh cùng Seth tham gia buổi talk show ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Cuối cùng là dành cho các bạn nào đang sắp hoàn thành khóa học và đang tìm hiểu về định cư tay nghề, đang muốn tìm cách tăng cái điểm định cư mình lên, thì hôm nay chúng ta có chị Leo, chị cũng là head trainer và co-founder đến từ trung tâm CCL Magic. Chị Leo, chị cũng say hi với mọi người nha chị. Xin chào mọi người, thì mình là Leo, mình là co-founder và là head trainer của CCL Magic. Thì cảm ơn Jen đã mời Leo tới đây ngày hôm nay tham dự cái workshop này. Và nếu như các bạn có ý định muốn tìm hiểu định cư tại Úc theo ngành y tá, thì bài thi CCL là một trong những bài thi sẽ giúp cho các bạn có 5 điểm trong hồ sơ định cư của mình. Thì ngày hôm nay Leo hy vọng là sẽ chia sẻ cho mọi người một số những thông tin căn bản về bài thi CCL, cũng như là làm cách nào các bạn có thể lấy được 5 điểm này càng nhanh càng tốt ha. Cảm ơn chị Leo. Để tiện theo dõi chương trình nội dung buổi workshop ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 4 phần chính nha. Phần thứ nhất là đại diện trường Western Sydney cung cấp những nội dung thông tin về khóa học nè, yêu cầu đầu vào nè, cấu trúc khóa học nè, thông tin về học bổng và các bệnh viện thực tập trong quá trình học tập nữa. Phần thứ hai thì là khách mời sẽ chia sẻ những trải nghiệm quá trình học tập, đi làm, xin thường trú nhân, những khó khăn và những kỹ năng cần thiết trong quá trình xin việc, hoặc là những cái tips kiếm được công việc sau khi tốt nghiệp. Phần thứ ba, trung tâm PT Magic sẽ giới thiệu các khóa học PT giúp cho các bạn đạt được yêu cầu đầu vào. Và phần cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là phần thông tin cách lấy điểm định cư từ khóa học CCL. Cứ mỗi phần chia sẻ từ khách mời sẽ có một Q&A, nên các bạn có câu hỏi nào thì cứ nhắn vào một chat box để mà khách mời cũng như học xét giải đáp cho các bạn.
Và có một phần đặc biệt nhỏ nhỏ nữa là chúng ta sẽ có một cái phần quà dành cho Tự Do Học Xét, dành cho năm bạn có tương tác active trong khi đặt câu hỏi cho khách mời. Các bạn cứ thoải mái inbox những cái thắc mắc của các bạn nha. Ngoài được giải đáp thông tin mà các bạn còn có quà, nên nhớ các bạn nhớ là stay đến cuối chương trình nha. Chứ cuối chương trình thì chúng ta sẽ thông báo đến năm bạn nào được có cái phần quà từ Xét. Ok. So far mình đã introduction xong, vậy thì chúng ta cùng bắt đầu luôn ha. Hi Janice, you can start now. Thank you. Wonderful. All right, let me share my screen. I hope everyone can now see my screen and hear me clearly. Yes, I can see it. Okay, here we go. All right, so nursing at Western Sydney, I guess so many of you here who are interested to be a nurse here in Australia, which is a really, really great career opportunity, especially for international students. And as you all may know, Western Sydney is the biggest nursing provider here in Australia. So I'm very happy to be here to give you all the information you need to decide whether this is the course for you and the uni for you to be. So before I go into nursing, I just quickly touch on Western Sydney as a university overall. We're currently ranked top 2% of the university in the world and top 100 as a young university on the QS ranking. We're actually ranked 34th in the world as a young university. So that's actually quite impressive. We have a 5-star perfect score ranking when it comes to teaching, employability, internationalization, facility, innovation, and inclusiveness. But very impressively, Western Sydney is ranked number one in the world for gender equality. Any of you out there who are interested in sports, you love to, you know, be part of a club, community, Western Sydney could offer you more than 270 different clubs and societies. So it's a very big student community-based university, over 10 different campuses. And of course, we offer a huge amount of scholarships. Currently, we have $24 million in scholarships to international students only. In terms of our size, we currently have almost 50,000 students. So these are not accumulated students from the past. These 50,000 are students who are currently enrolled at the university, so an active student. Out of this, approximately 6,700 are international students. So that accounts to around 14% of our total students are international. But what we really take pride of, what's really impressive with Sydney, is the diversity amongst our international students. As you can see here, our international students come from 170 different countries, different nationalities. I actually haven't seen any other university that is more diversified than Western Sydney, that has more than 170 nationality amongst the student cohort. So from here, you can imagine the environment we could offer you as an international student. Not only you have a big opportunities to study and learn and make friends with the local Australian student, but even amongst the international students, they all come from various backgrounds, over 170 different countries. So it could offer you really good culture. You know that you'll be able to meet a lot of different kind of people here at Western Sydney. So about our School of Nursing and Midwifery, we're ranked number one nursing school in Australia by the Center for World University Rankings. And we're ranked top 100 in the world on the QS ranking. So as you know, it's not just the university are ranked well, especially our School of Nursing is ranked one of the best faculty here in Australia. Why study nursing at Western? We have a very flexible type of learning with blended learning. So you get a lot of flexibility with blended learning. We have an academic literacy support. So you don't need to worry about if your language is not really up there, or if you feel like you don't have enough foundation, anything like that, you have full support from the basic onwards. We offer multi-campuses, so you have the flexibility to choose which campus suits you at Western when you study nursing.
There is a good diversity of clinical placements. So we offer a lot of different hospitals, health services, health clinic where you can choose from to do your clinical placement. I'll go into more details with the clinical placements later on. With internationally renowned academics who research and teach in the area of expertise. So in terms of the quality of learning, you know, all of the teachers, your professors here at Western, they come from a really, really strong research background and people who have strong experience in this area. We're very clinically focused with our Bachelor of Nursing programs, actually all of our nursing programs. So it's a very strong practical experience focused. There's an opportunity for you to engage in leadership and research development if that's an area you would like to go into. And majority of our new graduates are employed within Western Sydney region. As you know, if you guys all are already based here in Sydney, you know, health. Sorry, can someone please mute themselves? Thank you. As you all may be aware of, the health and medicine industry is booming a lot in the Western Sydney region. Is there any way to mute someone here? Ah, there you go. So if you all live in the Western Sydney region, there are a lot of new hospitals coming up. Westmead Health Precinct is the biggest health precinct in Australia. It is 10 minutes away from our Parramatta main campus. Westmead Health Precinct produce over 50,000 employments within the health sector. So if you're looking at this industry, Western Sydney is definitely the place to be. We offer our nursing across four different campuses. The first one is Campbelltown campus. Our Campbelltown campus is very special in a way where it's focused on only medicine and health and nursing only. So, you know, all of the facility in Campbelltown is focused in just in the health sector. They have a first class, you know, facilities when it comes to the CPU areas. As a matter of fact, there is actually a Campbelltown hospital. If you can see my cursor here, this is the hospital. It's a health institute. It's literally linked by a bridge only to our main campus. So most of our medicine student and nursing student, they get to just walk across this bridge and do your clinical prac in this health facility here in Campbelltown. So it's a real health institute, it's a real hospital with real patients in there. And then we have the Parramatta South Campus, which is our main campus. Liverpool Campus, it's in Liverpool City, right next to Liverpool Hospital. And you can see this picture, there's Westfield, literally right next to it. But the best part is another side is Liverpool Hospital. As you know, Liverpool Hospital is one of the leading and one of the biggest hospital here in New South Wales. And it's literally located right next to our Liverpool campus. So a lot of our students who are studying in the Liverpool campus, they do their clinical prac next door only. So it's really convenient. We actually have an exclusive partnership with Liverpool Hospital. If you have a chance to visit the hospital, I hope it's not for your health reason, but if you happen to be there, there is one floor where if you go, I can't remember what floor is it in Liverpool Hospital, the whole floor is dedicated to our nursing student for their clinical prac. So you could see Western Sydney logo plastered across the wall of that floor in Liverpool Hospital. So that is quite impressive. And lastly, Hawkesbury campus, which is our most popular campus because it is a regional campus. So this Hawkesbury campus is usually the first one to get filled. I do want to emphasize our nursing program has limited quota. We have quota compared to all other nursing providers, but they still get filled up very quickly. So if you guys are interested, I definitely encourage all students to put in your application and accept your offer as soon as you can before your preferred campus or the course, the quota for that program gets filled up completely. Facilities, we have very strong facilities for nursing with over 18 clinical practice units spread across all four of our campuses. So clinical practice units are like a simulated environment
to look very similar to the real hospital health environment where you do your practice first before we put you in a real working environment. All CPUs, so that's CPU is short form for clinical practice units. So all CPUs are equipped with the latest equipment and mannequins. Our CPUs are equipped with state-of-the-art clinical simulation technology to support your clinical learning. So all the technology you learn are most up-to-date to what the current hospitals are using. So you know what you're learning is what the real world is doing right now. Students are able to fully immerse themselves in the simulated scenarios with the latest technology enabling practice within a risk-free environment. So this is quite important. So at least you have the confidence, you know, yes, there is a clinical placement part with the real work experience, but most of you may be nervous. Oh my God, I have to, you know, work with a patient, jab them. What if I don't know? Do not worry. We won't put you there until you're ready. And how to prepare you to make sure you're ready is through this CPU, this simulated environment. So in your first year, before you go into your clinical prac, you will do practice with our professor's guidance on these dummies, on these mannequins in our CPU before you have the confidence and the knowledge and skills to work in the real work environment. Even when you go to the real world environment, when you do your clinical prac, it's under strict supervision. So you won't be expected to assist in a surgery or you're not expected to do something on your own. It's nothing like that. So everything you do, even in a real environment, is definitely supervised. So this is how your placement will look like. If you're doing a 3-year Bachelor of Nursing, your year one is all foundation units you learn and intensive learning in the CPU area, so the simulated environment. When you go into your year two, you have 4 weeks of clinical work placement in your first semester of the year two, and then another 4 weeks in your second semester of year two. So your clinical placement doesn't come in one big chunk. It's split into 4 blocks across your year two and year three. So block one of 4 weeks in the first semester of year two, block two will be another 4 weeks of your second semester in year two. When you go into your year three, similar thing, your third block will be another 4 weeks in the first semester of your final year. And your last semester, you will have 6 weeks. So it's longer than all the previous blocks. So you will finish your last semester with the 6 weeks of clinical placement. So the total of work placement, clinical practice experience is approximately 800 hours. So you can expect 800 hours of off-campus clinical practice experience in the nursing program here at Western Sydney. So throughout your courses, your studies, you can expect a few different ways of learning. So first you have lectures, so to learn and understand the concept, the theory, the basic of things. And then you have workshops. So workshop is a combination of presentation and skill building exercises. So it's a more practical type. And then you have tutorials. So tutorial is more of a face-to-face interaction. It's 1 to 2 hours. Tutorials basically to go through things that you've learned in your lecture in a more personal way. So you may do practices. A lot of Q&A happens in tutorials where you could ask questions you weren't sure about the lectures, or they usually will talk more details with any assessment you may need to hand in the tutorial. Then you have the skills development part, which is the CPU area I talk about. So it's a simulated learning in specifically designed clinical practice unit. So it's similar to a healthcare facility or a contemporary hospital ward setting. So you have the skill development area and then only go into your clinical practice. So this is integrated throughout your course with real work placements in a full range of hospital, community settings, healthcare services, facilities. So these are real work experience you get to go through as well. So let's talk about the program. So first, it's a 3-year Bachelor of Nursing. It's a 3-year degree. The tuition fee for next year, 2022, is 32,000. Actually, sorry, that's a mistake. It should be 31,300 per year. Okay, so it's lower than that one. So it's 31,300 per year instead of 32,000. Sorry about that. The entry requirement for Bachelor of Nursing is that you must have successfully completed
an Australian equivalent to year 12 or higher qualification. So any of you here, if you're doing HSC year 12 here in Australia, the required ATAR score is first round offer is 75, second round is 70. So basically, if you get ATAR 70, you can still join the program. But if you couldn't get 70, you get lower, ATAR 55 or higher. So between, if you got an ATAR of 55 or higher, but lower than 70, you can join our Foundation of Nursing program. So that would just add one more year to the degree. So once you finish your foundation, you will be able to progress straight to the Bachelor of Nursing program. So there is a pathway option if you couldn't get your ATAR 70 to study the Bachelor of Nursing. Any of you who already finished your year 12, whether if it's in Australia or overseas, as long as you completed a diploma qualification or higher in any area, you will also be eligible for the Bachelor of Nursing program. I guess this is the most important one, which is the English requirement. Most of you here probably are aware of that. Unfortunately, it is a requirement set by APRA, not by the university. So APRA is the accreditation body. APRA is the organization that will issue your registration as a registered nurse. So they are the one that set a requirement where all students have to meet the IELTS overall 7, no band less than 7 when they start a program in order to be able to get your nursing registration when you complete. So unfortunately, there's no escape from this, even though as a university, we wish we could lower down the requirement. But if you want to get your registration later on, you need to have this score. So no matter which uni you go to, as long as it's an accredited nursing degree, this will be all the requirement. Students who completed HSE will always ask, well, I finished my high school here in Australia, it's delivered in English, do I get exempted? That depends on how long you study your high school here. If you study at least six years of high school here in Australia, then yes, you can be exempted. So you don't need to provide that anymore. But if you're studying less than 6 years of high school in Australia, unfortunately, you will still need to provide the IELTS 7 overall, no band less than 6.7 or equivalent. So we do accept PTE as well, which is a score of 65 in all band. What we could do to make this more helpful is we can combine the band score. So across two test sitting. So for across these two tests, your overall still must be at least 7 IELTS or 65 PTE. But the band score, because sometimes it happens and it's very reasonable for student, maybe this time in my test one, let's just use PTE as an example. In my first test, I got my overall 65. All of my band is above 65, but my writing is only 60. So you got one band only that's lower than what you need. You take the test again, you know, maybe in 1 month or 2 months, you still get the overall 65, which is a requirement. This time you got your writing 65, but then you're listening 60. In that scenario, we will accept because basically all of your band across these two tests has already met the minimum 65. There's only two conditions for this kind of score combined. Condition number one is both of your score, your overall, must still be at least 65 or IELTS 7.0. And the second is the two tests must be taken within 6 months period. So basically the only score we could combine is the band only. All right, so as long as your four bands across the two sittings, all four of them has got the minimum band required, then that's okay. So you don't need all band in one sitting in one go. Hopefully that makes sense. If you have any question, feel free to put in the chat box or Q&A box. Or you can ask me later on at the end of the presentation. So this Bachelor of Nursing does prepare our graduate to be eligible to apply as a registered nurse here in Australia. The program consists of 23 core units and one elective unit. So there's a collaborative teaching spaces to foster engagement in tutorials and
I guess, the study application. So what you can expect, what you will learn in the Bachelor of Nursing is the study of the application of physical and behavioral sciences to nursing, inquiry and evidence-based practice principles and utilization within nursing, nursing care of individuals, family and groups from diverse backgrounds across the lifespan. So these are just some examples of what it will cover in the Bachelor of Nursing. And then we have a second type of nursing degree. It's a Bachelor of Nursing graduate entry. So this is a two-year degree. It's for students who have completed a bachelor degree or higher. All right. As you notice, the difference is it's only two-year duration. It starts in January of every year, whereas the Bachelor of Nursing starts in March of every year. We only have one intake a year for nursing, unfortunately. The Bachelor of Nursing graduate entry, the first year tuition fee is around 40,000. That's because in your first year, you're expected to finish 10 subjects. So you're paying for 10 subjects for this 40,000. But then your second year will be a lot more cheaper. Your second year will be only 28,000 because you only need to finish 7 more subjects in your year two. Okay. The entry requirement, of course, applicants must have successfully completed an Australian equivalent bachelor degree or higher in the last 10 years. If any of you have got this, then congratulations, you will be qualified for the graduate entry nursing program in any area. So it doesn't need to be in health or nursing specific. Even if you completed your bachelor in accounting, in business, engineering, you can still apply for this program. The English requirement will be the same as the previous Bachelor of Nursing. It also prepares you to be a registered nurse when you graduate. So these programs are slightly different from the three-year Bachelor of Nursing. Students start with an intensive full-time unit. So basically, you see here it starts in January instead of March, and the first year is 10 subjects instead of the standard 8, because for Bachelor of Nursing graduate entry, all students will have to start 2 months in advance. So that's why you need to start in January first. So between January to March, you're doing 2 units of like a foundation intensive subject. So you do that 2 subjects. When March comes, you will basically join in the second year student of the Bachelor of Nursing. So from March onwards, then you continue on just like the second year of the Bachelor of Nursing. So that's why in your first year, you have to do 10 subjects because you do 2 intensive foundation units for the first 3 months. And then after that, 8 units like the normal nursing students. And then in your second year, you do only 7 more subjects. That's the same as the previous Bachelor of Nursing degree. Now, we do have a nursing program that you can package to our nursing if you couldn't get the old band 7. So this one, basically, it doesn't guarantee you entry in the program. It basically allows you to package for student who, A, maybe your visa is expiring soon, but you still couldn't get the required English score. So then you can package with this BND program. So at least you can have the COE. So we do issue you a COE for the English program plus the nursing conditional COE. So you need to, the condition is that when you finish this 12-week English program, you still need to provide the required IELTS. So students are still required to obtain the required IELTS or PTE score at the end of this English program. So it served more as a English preparation course to help you prepare to get the old band 7 or PTE 65 for you. So it's a 12-week program, but by the end of it, you still need to provide an English test, okay? The course goes for 12 weeks. It's 20 hours face-to-face classroom time per week. And it includes 1 free PTE test for you. At the moment, we're offering a 50% scholarship for this BND. So the usual price is around 5,600 something or 507,000 something. Now it's only 2,800 for 12 weeks for this BND. Scholarship.
All students who are studying nursing at Western Sydney are guaranteed with scholarship. I guess that's the most exciting part that everyone's looking forward to. You will definitely get a $3,000 multi-year scholarship to all students. So regardless of your grade, as long as you meet the entry requirement, you have $3,000 per year. If you have, 75% or higher, GPA 5.25 out of 7 or IB 28, so you get $6,000 per year instead of $3,000. But I have better news for students here who are completing your year 12 HSC in Australia. We are offering a special scholarship to all year 12 HSC completion students with $6,000 scholarship. So if you're studying high school here in Australia, you can forget about this table completely. You automatically get $6,000 scholarship per year towards your tuition fee. So all you need is to meet the entry requirement. We don't need any specific grades or anything like that. Once you meet the entry requirement, we will give you a $6,000 multi-year scholarship. Multi-year meaning it's applied every year throughout your study. So it's not a one of 6,000. So basically the total scholarship amount will be 18,000. So the amount will be credited to you in your second semester of every year to offset your tuition fee. Okay, so congratulations on students who are doing your high school here because you get 6,000 automatically. And I do apologize for students who are not completing your HSC here, because if you want 6,000, then you will need to meet the minimum grade. All right. I do want to say we're probably the only university in New South Wales that offer an automatic guaranteed scholarship for nursing program. So that's something quite exciting for us. Nursing career options. So if you're wondering what you can do as a registered nurse when you graduate, of course, can be a registered nurse, clinical nurse specialist, nurse practitioner, assistant nurse unit manager, nurse unit manager, associated or assistant director of nursing, director of nursing, executive director of nursing. So as you can see, there is actually a big career progression in nurse, because a lot of students think nurse is just a nurse. I can't be more than a nurse, you know, and a lot of people think it's not really a very colorful or prestigious position to be in. But within nurse industry itself, as you can see here, there are so many different levels where you can progress further to, all the way to the director of nursing. So there is actually a big career progression. You can keep moving up the ladder. If you're wondering about salary package, it does offer a really rewarding salary package as well. When you finish the Bachelor of Nursing, you will straight away be at this level. Enrolled nurse, these are all if you only finish a diploma level. But when you finish our Bachelor of Nursing, you will become a registered nurse, meaning your salary will start from here. So your annual salary will start from $62,000 per year. That is actually a lot of money. I can tell you right now, as an international student, myself, I studied accounting. I don't know why I regretted it. But anyway, when I graduate, I can tell my salary is not even close to that. And I know at that time when I graduated, that was like 10 years ago, I know one of my friends, she does nursing back then, and her salary was so high already just by graduating. And that is 10 years ago. And these days, due to inflation and all, you know, your salary keep increase. And now with the demand as well, the salary does increase for health workers. So 62 is actually a really, really good salary start. You get students who graduate from engineering and IT may not even get there from the beginning. So again, people may think nursing is not a rewarding career. That's actually not true. You get paid actually one of the highest as a graduate in nursing. So this table here shows you, and that's just a starting salary. If you go into clinical nurse, you get 91,000. You can go all the way up to over 100,000 per year for nursing. So that's the end of my presentation for nursing. If you have any question at all, please feel free to let me know. Thank you, Jean. Thanks so much for your information. Các bạn ơi, mình có một vài phút để mà đặt câu hỏi với trường nha. Các bạn có câu hỏi nào, các bạn cứ nhắn vào một chat box nha các bạn.
we wait a couple of minutes for any question coming up, then we move to the next section. Thank you, Jean. Oops, I'm on mute. Yeah, sure, no problem. Thanks. Hi, guys. Any question, put in the chat box. If you want to type in Vietnamese, that's fine as well. We have Alex here who can translate it to me. Yes, yes. Các bạn cũng thủ nha. Các bạn có câu hỏi là cứ raise lên luôn đi. Rồi mình move on next section nha. Maybe we wait about 1 to 2 minutes, yeah? Then we move. Yeah, no problem. Thanks, Jean. Yeah, hello, chị ơi. Hello. Em có muốn trao đổi luôn bằng tiếng Anh với trường không? Dạ, cũng được, chị. Okay. Hi, Jean. One student, she unmute, so she would like to ask you directly. Yeah, please, please, go ahead. How can I help? If I don't have IELTS 7 overall plan, so can I get to halfway of bachelor nursing? Sorry, can you repeat that? So if I don't have, yeah. Yeah, go ahead. If I don't have my IELTS, so can I get to Parkway? Oh, yes. So if you go through, sorry, not yes to that question, but yes, I'm answering that. When you go through the foundation pathway, unfortunately, when you finish your foundation at the end, just like the BND, you will still need to provide English. So there is no way for nursing where we could waive your English at all. Even if you have completed a 3-year bachelor onshore or a bachelor and master onshore in Australia, you will still need to provide the IELTS or Band 7. So if you package with the foundation pathway, the good thing is it gives you one more year to prepare for your English. So for foundation nursing, the English requirement, actually, if you finish high school here, you don't need to provide English to start the foundation of nursing. When you start, at least you have 1 year to be able to prepare for the IELTS 7 that you need. So by the end of your foundation, that's when you need to provide the university with the IELTS or Band 7. Otherwise, you won't be able to start your Bachelor of Nursing. Okay, thank you. No problem. Thanks, Jean. I have a question from, first of all, it's Nhu Nguyen. As I am going to do a pathway to Bachelor of Nursing, so I'll do Diploma of Nursing first. Is there any specific requirement that I can apply for Bachelor of Nursing later? Okay, yes. So if any student who completed an NMAC accredited diploma of nursing, whether through TAFE New South Wales or a few other providers that do offer a diploma of nursing that is accredited, upon your successful completion of your diploma of nursing, you will be able to commence our Bachelor of Nursing in second year directly. So basically, get one whole year of credit transfer, so credit exemption, which is what we call an advanced standing. So remember I mentioned about the 3-year Bachelor of Nursing, you will be able to admit into that program, but you will straight away start in year 2. So that means you only have 2 years left to study the Bachelor of Nursing to finish. So yes, that is a very popular option for our students. So what you do is if you start your diploma of nursing, you don't need to wait till you finish and get your enrolled nurse registration. After you finish your first semester in diploma of nursing, you can already apply to us to get a conditional offer and a conditional COE as long as you have a valid English. So your English or Band 7 is valid by the time you start the Bachelor of Nursing with us, and you are able to provide your course progression. So at least your first semester's results at your diploma of nursing showing that you are passing, then we actually can allow you to accept the offer with conditional COE already. So that means you can have the COE, finish your diploma of nursing, but you need to provide us your completion and your enrolled nurse registration before you start the Bachelor of Nursing program with us. Thanks, Jean. Another question. Thank you for your presentation. See, nurse is quite heavy trial-based environment, around 800 hours.
with the impact of COVID, how will learning look like? That's a very good question. As a matter of fact, it's actually a lot better for our students because of COVID impact. And you know, healthcare workers are the only one that has more jobs and more high demand in this area. So a lot of our students are still, of course, some students who are completely not comfortable to doing clinical prac in the moment because they're worried about COVID and all, they can choose to defer their clinical prac later on. But a lot of our students are still doing their clinical prac at the moment in hospital healthcare center. The thing is, we could actually defer the clinical placement because every year of the study, there's a 4 months of like summer break. So between November to February, it's when there's no study time. So some students, if they are deferring their clinical placement during the semester, they can do it all together as a lump sum during the summer period. So that's why there is a flexibility of deferring a clinical placement to not do it during your semester, but doing it over the summer break when there's no study going on. So that is an option to students as well. But in terms of COVID, it's actually not impacting our nursing students when it comes to clinical placement. A lot of them are still doing their placement. But of course, again, as I mentioned just now, you do have the flexibility. If you don't feel comfortable at all, we don't force you to go into the hospital and work, because we do understand a lot of students are very worried about these things. So we do allow students to defer their placements later on. Thanks, Jean. I have a student who raised their hand. Can you please unmute? Hi. Hi, Anne. How can I help you? I have a question about I wonder how difficult it is of the process of transferring between campuses, and is there any requirements for students before they transfer to a new campus? So you mean transferring campuses within Western Sydney, right? Yes, of course, yes. Okay, so campus transfer all has to go through our head of School of Nursing. So as a current student, if you start from, let's just say, Parramatta campus, and then you want to transfer to Hawkesbury as an example, you need to submit an application to our dean at School of Nursing, and it's all based on their assessment, and they need to approve it before you can transfer. There's no guarantee, but from my experience, it's not as easy unless you have a very, very, very strong reason. Generally, they won't just allow transfer just like that, because there's a very strict quota on how many students we can accept in each campuses. If we allow students to transfer very easily, it would mess up the whole quota in terms of, you know, the numbers of students who are doing in each campuses. But it's something that may have the possibility if you apply through our School of Nursing. Thank you very much. Thank you. No problem. Thank you. We have about 2 questions and then we move to the next session. Các bạn ơi, mình trả lời 2 câu hỏi nữa, và nếu mà các bạn có câu hỏi nào, các bạn cứ inbox nha. Du học sinh sẽ quay lại để mà hỗ trợ các bạn thông tin giải đáp sau nha. Okay, from Alison, I graduated Bachelor of Pharmacy 5 years from HUTECH Uni in Vietnam. I would like to ask if can I be eligible for Bachelor of Nursing graduate entry? Yes, you can. Thank you, Jean. Ngọc Khánh ơi, em unmute nha, em hỏi luôn trực tiếp với cô nha. Before I have heard that you say when we study nursing, we have to have the IELTS 7 and overall 7, and like don't have any score under 7. Yep. I want to ask that is that necessary? Yes. Like if I have a 7.0 band and 6.6 for reading or another skills. Do it available?
So if you actually got an overall 7.0, but one of your band is 6 or 6.5, which is lower than the requirement, then unfortunately you still won't meet the requirement. You will then need to take another test to hope that that band that you got lower than 7 could get at least 7 this time. So basically you need to be able to achieve all of your band for at least 7. Oh, okay. Thank you. Thank you, Jean. Thanks so much. That's the last question. We're going to move to the next part. Dũng ơi, có một số bạn đã rất là hóng muốn được nghe chia sẻ của em rồi. Em có trình bày cái phần present của mình nhé. Yeah, yeah. Thank you, chị. Xin chào các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị share cái screen. Xem nào. Ok, các bạn có thấy rõ chưa? Chị thấy, em để full screen ha, chị dễ nhìn nhé. Thank you em. Ok, full screen rồi chưa chị? Yes, right. Perfect. Ok, thì cho những bạn nào mà chưa biết mình đó, thì mình là cựu sinh viên của trường Western Sydney ha. Thì giống như những gì mà cô Lin đã nói hồi nãy đó, nó có những cái khó khăn và những cái lợi thế của mình học nursing thì mình bắt đầu về cái việc mà các bạn vì sao các bạn chọn học nursing thì thứ nhất là cái chương trình học nó không có quá nặng tại vì nó sẽ dễ học dễ tiếp thu hơn vì các bạn vừa học vừa đi thực hành trong cùng một thời điểm thì cái kiến thức mà lý thuyết các bạn học trên trường sẽ bổ trợ cho cái kiến thức các bạn học đi thực hành nó sẽ rất là dễ dàng tiếp thu. Ngành nursing rất là dễ kiếm việc khi mà sau khi các bạn ra trường vì nó luôn đứng đầu trong cái danh sách các ngành nghề được định cư ở Úc vì nó luôn đứng đầu trong cái danh sách SOL đó thì cơ hội lấy PR cho các bạn rất là cao hơn cho các ngành khác và đặc biệt như cô Jean có nói hồi nãy đó thì cái lương cái wages cho registered nurse cũng cao từ 33 tới 46 đồng giờ tùy theo kinh nghiệm của các bạn. Nó chưa kể cái penalty loading là các bạn nếu mà các bạn làm ca chiều ca đêm hoặc là đi làm cuối tuần hay là làm việc cho các ngày nghỉ lễ thì các bạn sẽ lãnh được nhiều hơn cái số đó một vài chục phần trăm. Thì ngành nào nó cũng có một số cái khó khăn nhất định. Thì những cái khó khăn trong cái ngành nurse là cái gì? Các bạn có thể phải đi thực tập nhiều và xa như cô Jean có nói hồi nãy là 800 giờ trong suốt khoảng thời gian các bạn học cái khóa nursing. Có thể các bạn phải đi thực tập ở các bệnh viện hơi xa một chút giống như Camden, Campbelltown là có thể đi xa hơn nữa. Để đạt được cái registration đó, như cô Jean có nói hồi nãy thì các bạn phải được cái proficient English là IELTS 7 chấm trở lên cho tất cả các band hoặc là học ở Úc full time ít nhất là 6 năm. Tức là các bạn nào mà đã học high school ở đây từ lớp 10 rồi á, lớp 10, 11, 12 các bạn có 3 năm rồi học thêm 3 năm đại học full time nữa là tổng thời gian các bạn học ở Úc là 6 năm thì các bạn lấy được cái registration. Ngành nurse thì các bạn phải có cái tính kiên nhẫn và cái sức chịu đựng cao. Các bạn phải lúc nào cũng phải sẵn sàng trong tư thế làm việc 24/24 tại vì ngành nurse các bạn có thể phải on call thì các bạn phải on điện thoại các bạn 24/24 người ta gọi manager có thể gọi bạn vào giữa đêm và kêu bạn đi làm vào buổi sáng bạn phải chịu cái này thì cái một bất lợi của nurse có thể hôm nay các bạn làm ca chiều ngày mai các bạn làm ca đêm nó sẽ cái thời khóa biểu của các bạn sẽ bị stop up thì bởi vậy các bạn sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bạn bè và cái nguy cơ của các bạn nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ các bệnh nhân khác rất là cao nếu mà các bạn không tuân thủ các về cái vệ sinh cá nhân giống như là rửa tay hoặc là đeo bao tay đeo khẩu trang trong cái tình trạng hiện nay thì qua 3 năm học nữa và cách đây vài năm thì mình đã tích lũy được những cái kinh nghiệm và những cái tips học chọn các môn học cho cái khóa học nursing này thì thứ nhất là các bạn nên có một cái device
một cái laptop hoặc là một cái smartphone thật là tốt để các bạn có thể connect internet học được mọi lúc mọi nơi. Rồi thường á, hồi nãy cô Jean có nói, có đề cập tới là cái thời khóa biểu của trường rất là flexible, thì các bạn có thể chọn được các môn học của các bạn xếp vô các ngày trong tuần theo như các bạn mong muốn. Thì thường là năm 2, năm 3 thì trường sẽ gửi, lúc mà start cái khóa học đó, trường sẽ gửi một cái link để các bạn vô đó, các bạn tự make up cái thời khóa biểu của mình, học dồn lại hoặc là học rải rác ra tùy các bạn. Còn năm nhất thì hình như là trường sẽ sắp xếp luôn cái thời khóa biểu cho các bạn phải theo. Thì để mà cái tip để sắp xếp các môn học á, thì các bạn nên gom các tiết học của cùng một môn học. Cái này là gì? Thí dụ như các bạn học cái môn gọi là Medical Surgical Nursing đi, thì nó có lecture, nó có tutorial, nó có CPU. CPU như hồi nãy cô có nói là Clinical Practice Unit á, và có lab là các bạn học làm trong phòng thí nghiệm mổ xẻ về cơ thể học. Thì nếu được thì các bạn chọn học lecture và tutorial buổi sáng, và cái tiết thực tập thì các bạn chọn học buổi chiều, để cái kiến thức các bạn học buổi sáng sẽ hỗ trợ cho kiến thức các bạn học buổi chiều. Và trong cái tuần đó các bạn không phải quay lại lớp để học cái môn này nữa, tại vì các bạn đã hoàn thành cái bốn cái tiết học của cái môn này trong một ngày rồi, thì các bạn sẽ không lo. Còn nếu mà các bạn không có dồn được thì các bạn sẽ phải rải rác tutorial hôm nay, lecture ngày mai, rồi thực tập vào ngày mốt, thì nó sẽ kiến thức của các bạn nó sẽ không có được xuyên suốt đó. Thành ra các bạn không nên học rải rác xuyên suốt các 5 ngày trong tuần, mà dồn lại còn 3-4 ngày thôi. Để làm chi? Để những ngày các bạn không đến lớp đó, các bạn có thời gian để làm assignment hoặc là đi làm lấy kinh nghiệm. Thì tiếp theo thì cái tip để các bạn học và làm assignment đó, thì thường là một semester các bạn học 4 môn, thì mỗi môn các bạn sẽ được, ngày đầu tiên vô các bạn sẽ được phát cho cái learning guide, nó bao gồm tất cả các assignment mà các bạn phải làm cho cái môn đó trong cái semester đó, và cái marking criteria là cái bảng chấm điểm. Các bạn phải có một số cái criteria để chấm điểm cao thấp như thế nào, thì các bạn phải nắm rõ cái mấy cái vấn đề này. Và nếu mà không hiểu thì các bạn không ngại hỏi thầy cô bạn bè, hoặc là nếu mà các bạn lập được nhóm học thì càng tốt, tại vì người này có kiến thức này, người có kiến thức kia, thì share với nhau để bổ trợ cho nhau trong việc học cũng rất là tốt. Thì sắp vở để học những cái môn này thì các bạn chỉ nên mua những cái textbook cần thiết thôi. Là những cái textbook cần thiết là cái gì? Nó là những cái sách mà theo các bạn sẽ xuyên suốt theo các bạn qua 3 năm học. Còn là những cái sách tham khảo thì các bạn có thể mượn ở thư viện hoặc là đọc online. Khi mà đọc tài liệu online thì các bạn chỉ nên đọc các cái nursing journals có uy tín thôi, không xài Google và Wikipedia. Về cái tài liệu online thì các bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của thầy cô trong lớp. Coi cái tài liệu nào nó uy tín thì các bạn có thể lấy cái đó làm reference cho cái assignment của mình. Thì các bạn nên bắt đầu tham khảo và làm assignment ngay từ lúc mới nhận bài đi ha, để đừng có để tới gần deadline mới làm. Tại vì á, một semester các bạn học 4 môn, một môn nó có từ 1 tới 2 semester, là nguyên một cái semester đó các bạn phải làm từ 4 tới 8 khi 10 cái assignment lận. Thành ra mình phải start ngay từ lúc mà mình nhận bài để không bị chật vật về sau. Còn các bạn làm bài tới đâu thì các bạn lưu lại tới đó, lưu trong USB, lưu 3 lần nha, trong USB, máy tính và gửi vô email của mình luôn. Tại vì cái kinh nghiệm xương máu của mình hồi xưa á, mình chỉ lưu vô USB thôi, để hôm sau đi nộp, nhưng mà tối hôm đó cái USB của mình bị mất, không có backup vô máy tính, cũng không có gửi vô email. Thành ra mình phải làm lại từ đầu cái assignment đó, và cuối cùng mình bị nộp trễ một ngày thì bị trừ 20% số điểm. Thành ra kinh nghiệm xương máu các bạn lưu vô USB máy tính và gửi vô email, để thí dụ có mất cái này thì còn cái kia để backup. Hồi nãy cô có nói là mình có cái academic literacy support đó, tức là academic check đó.
tức là trường sẽ provide cái này là cái nền dịch vụ này là free hết. Tức là các bạn làm assignment có chỗ nào không hiểu các bạn có thể hỏi những cái trợ giảng này hoặc là hỏi những cái người trợ giảng coi cái cấu trúc câu mình xài trong cái assignment này có đúng hay chưa, cái văn phạm mình xài có đúng hay không và cái từ mình xài nó có academic hay không, thì họ sẽ đưa những cái lời khuyên tốt nhất để các bạn giành điểm cao trong cái assignment. Thì làm cái assignment là các bạn bắt buộc phải reference, nếu không các bạn sẽ bị liệt vô cái plagiarism, tức là bị ăn cắp bản quyền. Thành ra các bạn lấy một cái thông tin nào đó từ cuốn sách nào đó, các bạn phải reference kế bên và phải theo công thức IPA reference. Hồi xưa là mình theo cái ông công thức này, không biết bây giờ trường có update chưa thì các bạn có thể tham khảo với lại giáo viên. Và học lý thuyết rồi các bạn phải đi thực tập, thì cái tip để mình đi thực tập là bao gồm những cái gì? Lịch thực tập là sẽ do trường sắp xếp, nhưng mà vì một lý do nào đó các bạn không thể đi theo cái lịch thực tập đó được thì các bạn có thể defer và swap lịch với nhau. Trường sẽ xem xét từng trường hợp để defer hoặc là swap lịch cho các bạn. Rồi thường á, clinical placement nó thường nó sẽ có hai round. Round thứ nhất là các bạn sẽ được đi thực tập trong lúc các bạn đi học, tức là during school days, hoặc là round 2 là các bạn sẽ đi thực tập trong lúc các bạn đang có holiday. Thì đối với các bạn nào mà muốn dành nhiều thời gian để làm assignment á, mà không may trường xếp vô các bạn round 1 á, là trong lúc đi học á, thì các bạn có thể tìm một bạn nào khác ở round 2 để các bạn đổi, thì các bạn có thời gian để làm assignment trong lúc đi học. Ngược lại, đối với các bạn nào cần đi làm hoặc là đi du lịch trong cái lúc mà school holiday hay semester break á, mà bị trường xếp vô round 2 á, thì các bạn có thể tìm một người ở round 1 để các bạn đổi. Thì lưu ý rằng các bạn đi thực tập trong cái thời gian đi học, nhưng mà vẫn phải đảm bảo hoàn thành cái assignment trước khi cái deadline, tại vì không có cái exemption nào cho cái việc mà đi thực tập mà được defer cái assignment, nó không, cái đó mình không có exemption. Trong lúc mà các bạn đi thực tập thì các bạn sẽ được body với một người nhân viên y tế, là một người registered nurse. Thì các bạn sử dụng họ, dùng họ để đặt những câu hỏi, trả lời cho những câu hỏi của bạn của các bạn. Thì đây là cái kinh nghiệm học mà mình cảm thấy là quý giá nhất. Trước khi đi thực tập thì các bạn nên tìm hiểu rõ cái code of conduct, cái scope of practice and policy and procedures ở cái bệnh viện hay là cái cơ sở y tế mà các bạn đi thực tập để làm chi. Tại vì những cái này liệt kê ra những cái việc mà cho sinh viên y tá được làm và không được làm, nên làm và không nên làm. Mà nếu mà các bạn breach những cái này á, và vi phạm vô những cái này á, thì các bạn có thể bị nặng thì đình chỉ học tập, còn nhẹ đó thì bị rớt cái lịch thực tập, cái đợt thực tập này, và các bạn phải đi thực tập lại. Thành ra mình phải bám sát vô cái này mà mình làm việc ở chỗ đó. Trong lúc thực tập thì các bạn lúc nào cũng thân thiện, hòa đồng, offer mình giúp đỡ các bạn sinh viên khác hoặc là các bệnh nhân, các nhân viên y tế để làm chi, để ghi điểm với quản lý viên của các bạn. Tại vì khi mà các bạn đi thực tập, trường sẽ cử một người giáo viên gọi là facilitator đó. Những người đó là những người rất kinh nghiệm trong cái ngành y tá rồi. Họ sẽ đi theo giám sát các bạn, và vào khi mà cuối cái round thực tập, họ sẽ phỏng vấn các nhân viên y tế mà các bạn được thực tập chung đó, và các bệnh nhân có các bạn làm việc có tốt hay không, họ sẽ đánh giá và gửi về trường, và sau đó sẽ quyết định là các bạn đậu hay rớt. Các tips học cho sinh viên từng năm. Năm thứ nhất, các bạn nên tập trung không phải 100% nữa mà 1000% vào việc học để có kiến thức cơ bản. Tại vì năm nhất là các bạn sẽ học basic nursing practice, tức là học cứ những điều cơ bản về nursing. Nếu mà các bạn không có căn bản về những cái này thì mình không thể nào mà học tiếp năm 2 được. Thì năm 2 là bắt các bạn có cái điều kiện để xin việc rồi, tại vì năm nhất các bạn đã đi thực tập một số tuần rồi, thì điều kiện để xin việc là các bạn phải có một khoảng thời gian thực tập ở trong các bệnh viện hoặc là các cơ sở y tế, thì các bạn mới bắt đầu xin việc làm dưới dạng undergrad nurse, tức là sinh viên chưa tốt nghiệp, các bạn vẫn được nhận lương.
như bình thường và có được kinh nghiệm nữa, nhưng mà nhớ là không quên thời gian học ở trên trường và dành từ 4 tới 6 giờ một tuần để luyện tiếng Anh, tại vì lúc mà các bạn tốt nghiệp các bạn rất cần tiếng Anh để các bạn register. Bắt đầu là mình năm 2 là mình dành thời gian để mình luyện tiếng Anh vượt từ từ là được rồi, và năm cuối thì thời gian thực tập sẽ nhiều hơn thời gian trên lớp và tranh thủ bắt đầu mình thi tiếng Anh. Tại vì đối với một số bạn giỏi á, thì thi một lần là có thể đậu, còn nhưng mà có người này người kia thì có những người không may mắn thi vài lần. Hồi xưa mình cũng thi vài lần mới đậu, thành ra mình bắt đầu đầu năm 3 là mình thi tiếng Anh đi, nếu được thì good, còn không được thì mình có cơ hội và thời gian mình thi, mình đậu trước cái khoảng thời gian tốt nghiệp thì good. Thì cái target, cái mục tiêu để đạt được tiếng Anh á, là các bạn phải được proficient English là trước khi tốt nghiệp, tức là IELTS phải được 7 chấm, PTE phải được 65 hoặc là OET phải rank B. OET là Occupational English Test, nó là cái anh văn mà cho dành riêng cho nhân viên y tế. Thì các bạn phải được B trở lên, A hoặc là B. Thì các bạn nên xin làm việc ở đâu? Trong thì các bạn, đây là cái trang web của chính phủ của Sở Y tế New South Wales. Thì các bạn đây là cái đường link để xin job. Thì các bạn click vô đây, các bạn điền thông tin, các bạn submit cái CV, cover letter của các bạn, thì người ta sẽ bắt đầu xét duyệt để tuyển các bạn vô. Cái này là của chính phủ 100%. Đây là Healthscope, là cái thằng biết thì là một trong những cái chuỗi bệnh viện tư nhân mà lớn nhất nước Úc, thì cũng nó cũng uy tín, rất là uy tín. Thành ra các bạn nào mà muốn làm việc cho công ty tư nhân á, thì các bạn có thể vô cái đường link này để làm việc, để nộp hồ sơ xin việc làm. Hoặc là St. Vincent Hospital Sydney này cũng là một cái group nó bán chính phủ, tức là một nửa chính phủ, một nửa tư nhân, và nó work theo cái hệ thống của chính phủ. Thành ra các bạn có thể nộp vào đây cũng được, bởi vì mình biết cái St. Vincent Hospital nó có rất là nhiều cái chương trình hỗ trợ việc học và việc làm cho các bạn để progress cái con đường nursing của các bạn. Nếu các bạn muốn học lên manager hay là học lên educator thì họ cũng sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Thì mình khuyên là các bạn nên đi theo cái St. Vincent nếu mà các bạn muốn progress lên nhiều hơn. Còn các bạn nếu mà muốn làm việc ở nhiều nơi khác nhau, nursing home, community hay là bệnh viện, các bệnh viện khác, thì các bạn có thể nộp vô nursing agency và sẽ gửi hồ sơ của các bạn đi các bệnh viện khác để các bạn có thể làm việc ở nhiều các nhiều bệnh viện khác nhau. Thì với cái nursing agency thì nó rất là nhiều ở Úc. Các bạn có thể search online và fill cái application form ha, rồi để mình xin làm việc với họ. Thì cái tip đi xin việc làm và phỏng vấn, cái này không dành cho những không những là dành cho các bạn sau khi tốt nghiệp, mà các bạn lúc mà đang đi học á, các bạn cũng có thể xin việc làm và phỏng vấn được dưới dạng undergrad nurse. Thì cái mặt bằng chung á, thì các bạn phải chuẩn bị một cái CV thật là tốt, cái resume thật là tốt. Các bạn cũng nên chuẩn bị một cái cover letter thật ấn tượng, ghi là tại sao các bạn muốn làm việc cho cái bệnh viện này, cái mục đích là gì và cái dự định tương lai của các bạn khi mà làm việc với họ, các bạn sẽ đem lại cho họ những cái gì. Phải phải include trong cái cover letter. Thì nộp đơn phỏng vấn, không chỉ các bạn không chỉ nộp cái CV và cái cover letter không, các bạn phải trả lời một số câu hỏi quy định của cái khoa ở bệnh viện đó đưa ra. Giống như thí dụ nó gọi là selection criteria, thì nó giống như nó đòi hỏi các bạn demonstrate interpersonal, verbal and non-verbal communication skills in nursing practice. Thì các bạn phải định nghĩa được cái những cái skills này là cái gì, những cái kinh nghiệm làm việc của các bạn trong quá khứ nó có liên quan tới cái skill này, để mình chứng minh cho người ta thấy là mình capable cho cái criteria này. Đó, thường là nó có tới 9 tới 10 cái criteria các bạn phải trả lời. Thì mình dựa vào kinh nghiệm mà mình trả lời thôi. Thì chuẩn bị một phong thái khi mà các bạn được nhận vô làm rồi đó, nhận vô phỏng vấn rồi, thì các bạn nên chuẩn bị một phong thái professional,
phong thái lịch thiệp nhất, đầu tóc gọn gàng để đi vô phỏng vấn. Tại vì nếu mà bạn có cái bề ngoài ấn tượng thì sẽ gây được điểm khi mà các bạn đi phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn thì mình cũng nên tìm hiểu qua cái nơi mà mình sắp làm việc cho họ, là qua trang web. Các bạn phải đọc và hiểu rõ cái mission, vision, values của cái organization đó. Mỗi cái bệnh viện nó sẽ có cái mission khác nhau, mỗi cái nơi làm việc nó sẽ có mission khác nhau, thì các bạn phải nắm rõ họ mong muốn gì ở nhân viên họ. Họ mong muốn nhân viên họ sẽ chăm sóc cho bệnh nhân đó như thế nào đó, các bạn phải hiểu rõ. Khi phỏng vấn thì các bạn không cần mặc suit đâu, các bạn chỉ cần mặc áo sơ mi, quần tay lịch sự là được. Tại vì nursing, theo mình biết, không biết mấy ngành khác có đòi hỏi cái formal, một cái formal, diện mạo formal hay không, nhưng mà nursing thì không. Mình chỉ cần mặc áo sơ mi, quần tay là được rồi. Tại vì ngành này rất là năng động, thì ra họ chú trọng vô cái việc năng động của các bạn. Và khi mà phỏng vấn thì các bạn, nếu mà không hiểu câu hỏi hay là không nghe rõ câu hỏi thì các bạn có thể hỏi cái người interviewer lặp lại câu hỏi cho các bạn, hoặc là pass qua câu hỏi đó nếu mà bạn hoàn toàn không trả lời được, để tránh việc trả lời đại nha. Nếu mình không trả lời được, mình nói mình không biết, mình nói là mình không biết cái này, nhưng mà mình rất muốn biết câu trả lời đó để mình trau dồi thêm cái kinh nghiệm sau này. Có thể bạn không trả lời được nhưng mà bạn sẽ đậu cái vòng phỏng vấn này, tại vì người ta thấy cái willingness của bạn muốn học và cái sự cống hiến của các bạn cho cái bệnh viện này, hay là cái cơ sở y tế này. Thì từ cái quá trình học, tức là lấy cái permanent residency á, hay là thường trú nhân á, thì nó sẽ có nó cả là một quá trình dài 3 năm học cộng thêm vài năm đi làm, cuối cùng các bạn sẽ lấy được cái PR. Thì khi mà tốt nghiệp á, 3 năm học xong các bạn sẽ tốt nghiệp, các bạn sẽ bắt đầu register với lại APRA. APRA viết tắt cho Australian Health Practitioner Regulatory Agency. Thì cái đây là cái con át chủ bài này, để các bạn lấy giấy phép hành nghề. Sau đó các bạn phải nộp skill assessment để họ coi cái trình độ và cái skill của các bạn có đủ khả năng để làm việc ở Úc dưới as a registered nurse hay không. Nếu mà họ approve rồi á, thì các bạn sẽ tiến hành nộp cái visa 485, là cái visa tạm trú, cái visa Australian Skill Graduate, là các bạn sẽ được từ 1.5 năm tới 2 năm đi làm. Sau đó sau khi lấy kinh nghiệm đi làm việc rồi đó, các bạn sẽ nộp vô permanent residency visa 189 hoặc 190. Thì cái quá trình này nè, hai cái mà quan trọng nhất là cái registration và cái skill assessment. Thì cái điều kiện để lấy skill registration và cái skill assessment là cái gì? Các bạn phải có tiếng Anh cộng với cái transcript của các bạn phải đủ 24 tín chỉ, thì các bạn cộng với cái điểm tiếng Anh, các bạn nộp lên APRA. APRA sẽ approve cho các bạn một cái registration, lúc đó các bạn trở thành một registered nurse. Thì cái quá trình này nó take từ 4 tới 6 tuần để cho APRA họ process cái application. Sau khi mà có registration rồi á, các bạn dùng lại cái bằng tiếng Anh đó cộng với cái registration này, submit lên cái skill assessment, submit lên NMAC á, thì họ sẽ skill assess các bạn. Thì cái quá trình này take từ 6 tới 8 tuần để nó process. Thì khi mà các bạn có hai cái registration và cái skill assessment rồi, các bạn mua bảo hiểm y tế thì các bạn sẽ được nộp visa 485. Thì cái yêu cầu tiếng Anh ở đây là gì? IELTS như hồi nãy cô Jean có nói là 7 chấm, IELTS 7 chấm or above cho mỗi bang, là reading, listen, nghe nói đọc viết. Thì cái này nó như hồi nãy cô nói, có thể combine, có thể nghe nói đọc viết kỳ này các bạn được 7, 7, 7, 6 hay là 6.5 đi, nhưng mà các bạn check cái lần sau á, các bạn được 6.5, 7, 7, 7, combine hết hai cái lần test đó là overall các bạn được 7, và combine lại thì các bạn đều được 7 band hết.
7 điểm cho tất cả các bạn hết thì các bạn vẫn eligible để register. OET rank B hoặc là PTE 65 điểm. Nếu mà các bạn không có tiếng Anh á, thì các bạn cũng có thể dùng cái HSC của mình để register, nhưng với điều kiện các bạn phải học ở Úc, tổng chương trình học toàn thời gian là 6 năm, tức là lớp 10, 11, 12 rồi 3 năm đại học. Thì đây là hai cái cơ quan để các bạn nộp registration và nộp skill assessment. Thì mình sẽ không đi sâu vô cái này, tại vì khi mà các bạn gần tốt nghiệp thì các bạn có thể tự tìm hiểu cái này sau ha. Rồi cách tính điểm point test ở đây á, point test là cái công cụ tính điểm để cho Bộ Di trú approve cái EOI của các bạn, cái expression of interest. Thì các bạn cái điểm để các bạn submit được cái EOI của các bạn 65 điểm, thì cái point test là bao gồm những cái gì, những cái điểm tuổi, trình độ tiếng Anh, nếu mà các bạn có proficient English á, thì là được 10 điểm, còn superior English á, là IELTS 8 chấm hoặc là PTE 79 điểm thì các bạn được 20 điểm. Điểm tuổi thì điểm tuổi cao nhất là khoảng từ 25 cho tới 33 tuổi là các bạn có được 30 điểm. Còn ngoài cái độ tuổi đó thì các bạn chỉ có 25 hoặc là 20 thôi. Thành ra cái điểm, cái tuổi đẹp nhất để nộp cái PR đó là từ 25 tới 33. Hồi xưa mình có tiếng Anh lúc mà mình 20, chưa được 24 tuổi. Thành ra là mình phải chờ mình được 25 tuổi, mình mới có đủ eligibility để nộp cái EOI. Trình độ học vấn, các bạn có bằng đại học rồi các bạn sẽ được 15 điểm. Kinh nghiệm làm việc ở Úc, các bạn làm việc trên một năm các bạn sẽ có 5 điểm. Tình trạng hôn nhân, tức là các bạn nào độc thân các bạn sẽ được cộng dồn thêm được 5 điểm nữa. Và các bằng cấp khác giống như CCL là Credential Community Language thì lát nữa các bạn có thể liên hệ CCL Magic để hỏi thêm về cái này, tại vì cái này được cộng thêm 5 điểm rất là quý cho cái PR application của các bạn. Thì đây là cái point table và cách tính điểm, mình có để cái link ở đây thì các bạn có thể liên hệ với SET Education để lấy hai cái link này ha. Rồi còn đây là những cách lấy thêm điểm point test cho các bạn. Thì độc thân hồi nãy mình, như mình có nói thì các bạn được 10 điểm. Nên nộp, như mình có nói hồi nãy luôn là nên nộp visa ở độ tuổi từ 25 tới 33 thì các bạn sẽ có được thêm 30 điểm nữa. Superior English, trau dồi tiếng Anh của các bạn được superior level, tức là 8 chấm IELTS, 79 PTE cho OBAN. Các bạn take cái CCL này của NATI thì các bạn sẽ được 5 điểm. Kinh nghiệm làm việc của Úc trên 5, trên 1 năm là các bạn sẽ được 5 điểm rồi. Các bạn sẽ dùng cái visa 4-8 năm đó, các bạn đi làm từ 1 năm rưỡi tới 2 năm là các bạn đã có 5 điểm rồi. Nếu mà các bạn có giờ hoặc là có khả năng học lên Master hoặc là PhD á, thì các bạn có thể tích lũy để lấy điểm, thêm điểm và thêm kinh nghiệm nữa. Cũng là một cách lấy điểm point test. Thì đây cũng là cái... hết bài chia sẻ của mình, thì không biết bạn nào có muốn đặt câu hỏi cho mình hay không ha. Cảm ơn Vũ nha. Có bạn Linh Trung hỏi này Vũ. Would you mind to tell a little bit about career pathway? Mình trả lời tiếng Việt được không? Chắc cũng được ha. Chắc cũng được cho các bạn khác. Rồi, tại cho dễ đó mà. Career pathway, tức là ý em nói là chắc là chị hiểu là lộ trình xin việc làm đến khi có việc này nọ đúng không? Yeah. Rồi nurse, học nurse, bachelor of nursing á, nó có hai dạng đi xin việc làm, tức là học xong năm đầu tiên rồi, học xong năm đầu tiên thì mình eligible để mình nộp xin việc ở các bệnh viện hoặc là các cơ sở y tế dưới dạng undergrad nurse, tức là assistant in nursing. Thì mình, tại vì mình chỉ cần đưa cái bằng chứng là mình đang học năm nhất đại học và cái chứng chỉ là mình đã đi thực tập ở bệnh viện vài tuần rồi thì các bạn có thể làm cho bệnh viện đó dưới dạng undergrad nurse, các bạn vẫn được nhận tiền và học thêm ở đó. Cái thứ hai
là registered nurse, là một y tá chính thức á, thì sau khi các bạn làm tốt nghiệp rồi, các bạn lấy được registration qua APRA rồi, các bạn dùng cái registration đó, các bạn nộp thẳng vào các bệnh viện các bạn muốn làm, thì hồi nãy mình có để cái link á, thì các bạn cứ hỏi liên hệ với sếp để lấy cái link đó để apply. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc về cái cách trả lời câu hỏi hay là cái CV gì đó thì các bạn cứ hỏi sếp, liên hệ với mình qua email, thì sếp có thể cung cấp cái email của anh cho các bạn được không? Dạ được anh, được. Yeah. Ok. Các bạn Như nè, hi anh, after we graduate as a registered nurse, are we able to work in a children's hospital or any other healthcare facilities other than regular hospital, or we have to study higher? Giống như là em có thể làm trong lĩnh vực khác hay không? Được. Được. Nhưng mà để mà nếu mà em lấy được cái new grad á, mà em may mắn em được vô cái children hospital á, thì em được làm ở đó luôn. Còn không thì em phải làm lấy kinh nghiệm as a general nursing vài năm, thì em tiếp tục em search về cái children hospital nó có cái program nào để transfer em từ cái general nursing qua cái pediatric nursing hay không. Pediatric tức là children đó. Đó, rồi thì em sẽ apply vô cái program đó, hoặc là em có thể dùng kinh nghiệm của mình vài năm trước em apply thẳng vô luôn, tại vì em đã có cái kinh nghiệm rồi. Được. Thì nó có hai cái pathway. Một là em apply thẳng theo cái con đường học của cái bệnh viện đó ngay từ đầu. Hai là em dùng cái kinh nghiệm mà mình đã có sẵn rồi, mình apply thẳng vô luôn. Ok, Dũng ơi, trước khi qua câu hỏi tiếp theo, chị có thể nhờ Dũng mở cam đi, mở cam để mình tương tác khi các bạn trao đổi với các bạn luôn nha. Ủa, em tắt cam hả? Không sao không. Okay. Rồi, thank you Dũng. Yep. Minh Anh Michelle có hỏi là cho em hỏi là 4 môn học mà mình học trong course này là gì? Và trong trường hợp mình không đậu placement thì mình có được đi làm lại không? 4 môn học mà mình học trong course là gì? Tổng cộng các bạn học trong 3 năm học, các bạn học 24 môn học. Thì mỗi semester là các bạn sẽ học 4 môn học. Thì cái đó là do trường quy định, chứ mình cũng không biết cái môn học đó là môn học gì. Nó đều là nursing hết. Đó, thành ra nhưng mà có một số môn không đi thực tập và một số môn đi thực tập. Thì những một số môn đi thực tập đó bắt buộc các bạn phải đậu thực tập, thì các bạn phải đậu thì các bạn mới đậu cái môn đó được. Nếu mà các bạn không đậu placement á, thì các bạn trường vẫn tạo cơ hội cho các bạn làm cái second placement. Thì thật ra hồi xưa anh cũng rớt một cái placement rồi. Thật sự là vậy. Tại vì xui nó rớt, thì trường họ kêu mình lên, họ phỏng vấn, hỏi tại sao mình rớt, tại sao cái facilitator này không pass cho bạn. Thì mình trả lời tại vì như vậy, đi thực tập nó bị stop up thời gian, nó bị cứ giải thích cho họ. Họ lúc nào cũng muốn cho sinh viên của họ đậu hết đó, nên mình không cần phải lo cái vấn đề mà mình không đậu thực tập thì mình rớt môn. Họ sẽ provide những cái opportunity tốt nhất có thể để mình đậu cái placement này. Còn các 4 môn học đó thì mình phải học rồi mình mới biết 4 môn đó là môn gì. Trong cái 4 môn đó là trong một semester mình học 4 môn nha, chứ không phải là trong nguyên cái năm, trong nguyên cái khóa đâu. Ok. Yeah. Có bạn Dung hỏi là nếu mà assignment mà mình không đạt thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến semester đó không? Có. Tất nhiên là có. Thường ví dụ cái môn học của em nó có cái assignment, nó chiếm hai cái assignment, mỗi cái chiếm 30%. 30% cho assignment đầu tiên, 30% cho assignment thứ hai và 40% cho cái final exam. Thì nếu mà em càng đạt điểm cao á, trong hai cái assignment đầu tiên á, thì cái final exam em không phải lo lắng gì nhiều. Thí dụ em rớt, em được 25% đi, thì cho mỗi cái assignment đầu tiên thì em đã có 50% là nghiễm nhiên là em đã đậu cái môn đó rồi. Cái final exam em chỉ lấy dạng như thi chơi để em đậu thôi, chỉ cần 50% của cái môn học đó là em đã đậu rồi. Nhưng mà có một số môn nó có quy định là final exam em phải đậu final exam.
cộng với lại điểm assignment em phải trên 50 điểm thì em mới được đậu, thì mình phải coi từng cái, giống như nói cái marking criteria hồi nãy đó, để mình nắm rõ hơn cái cách học của mình. Nhưng mà thường nếu mà làm assignment càng cao thì nó em không cần phải cố gắng quá nhiều cho cái final exam của mình. Cảm ơn Dũng. Ở đây có một bạn Phương hỏi về cái pathway để học psychology nhé. Phương ơi, chị sorry, mình sẽ ưu tiên những câu hỏi nó nghiêng về cái phần kinh nghiệm học tập với xin việc từ bạn Dũng trước nha. Còn câu hỏi của em thì nó liên quan đến phần thông tin của khóa học, thì anh chị sẽ kết tác lại với em sớm nhất nha, để mà giải đáp cái thông tin giùm em nha. Mình đến câu hỏi tiếp theo nha Dũng. Louis Dương hỏi là anh ơi, anh có thể chia sẻ một chút cụ thể các việc anh đang làm ở Nurse hiện tại là gì được không? À, một số bạn có một cái suy nghĩ á, là Nurse á, là chỉ đi phát thuốc rồi làm vệ sinh cá nhân rồi giúp người ta nhập viện rồi xuất viện vậy thôi. Nhưng mà không phải, Nurse làm rất rất là nhiều. Vô shift các bạn phải lấy học, kêu là tiếng Việt mình kêu là học giao ban đó, handover đó, là các bạn phải coi coi cái nào, cái điểm nào quan trọng các bạn phải làm trước. Hôm nay có bệnh nhân nào cần phải đi test cái này cái kia, các bạn phải chuẩn bị cho họ những cái hồ sơ cần thiết và những cái thủ tục giống như nhìn ăn trước mấy tiếng vậy đó. Sau đó các bạn phải đi cho thuốc là một trong những cái basic của nursing, là các bạn phải biết về thuốc, tìm hiểu về thuốc. Nhiều khi bác sĩ kê cái thuốc này, nhưng mà theo kinh nghiệm của các bạn thì thuốc này không có tốt cho bệnh nhân này, các bạn vẫn có thể decline, không cho cái thuốc này, nói chuyện với bác sĩ. Đó là mình thấy cái thuốc này không hợp với bệnh nhân này vì hồi xưa đã có cái history là vậy rồi. Please, can you have a clinical review on that? Đó, các bạn có tất cả những cái quyền lực để các bạn nói chuyện với một bác sĩ, tại vì các bạn là một registered clinician. Các bạn, bác sĩ với là nurse ở đây rất là bình đẳng với nhau, các bạn có thể trao đổi trực tiếp hoặc là nêu cái quan điểm của các bạn với bác sĩ. Đó, cái đó là một cái advocacy cho bệnh nhân, các bạn phải advocate cho bệnh nhân. Đó, các bạn phải ngồi xuống nói chuyện với bệnh nhân nếu mà họ có một cái problem gì, cái vấn đề gì. Thí dụ họ có gặp một cái hoàn cảnh gia đình của họ khó khăn và họ muốn xuất viện để họ chăm lo cái gì đó, các bạn phải lo cái thủ tục xuất viện và refer qua họ, cho họ qua nói chuyện với social worker hay là psychologist gì đó. Rất là nhiều. Nói chung là những cái nursing task mỗi ngày nó sẽ thay đổi khác nhau tùy theo cái bệnh nhân đó. Bệnh nhân, rồi các bạn phải vệ sinh cá nhân cho người ta, các bạn phải tắm rửa cho người ta, thay bỉm cho người ta, đút ăn nếu mà những người nào mà không tự đút được. Nói chung là làm một RN hay là registered nurse, các bạn là một anh hùng ở đó, là các bạn phải lo từ A tới Z. Các bạn là một referrer, các bạn không thể làm cái công việc này được thì các bạn phải refer cái những cái service khác để họ giúp cái bệnh nhân của các bạn nữa. Thành ra ngành nurse rất là cao cả ở đây. Đồng ý. Bạn Louis cũng hỏi thêm là ở 11-12 high school đó, thì bạn không có học môn science thì nó có ảnh hưởng đến trong quá trình mình học tập ở uni không? Tức là trước em học em cần có kiến thức cơ bản gì không Dũng? Không hẳn, tại vì nó thật nha, dễ lắm. Dễ lắm, không cần phải toán cao siêu đồ này kia đâu. Cái với các bạn học vô học mà học drug calculation, các bạn học cái gì không? Các bạn học fraction, các bạn học nhân chia trước cộng trừ sau. Đó, học về phân số đó rồi làm sao, chứ không có học ba cái mà cao siêu của lớp 12 đâu. Đó, cái đó là toán, tại các bạn phải tính cái liều lượng thuốc các bạn cho người ta thì các bạn cần phải biết cái cơ bản về toán. Về cái science á, thì các bạn chỉ biết học sơ sơ, không cần học chuyên gì đó, tại vì chỉ có những người bác sĩ họ học về huyết học, học về máu á, thì họ mới học kỹ về cái đó. Còn các bạn chủ yếu là học về thuốc, trong đó có thành phần gì, nhưng mà rất là cơ bản, không có đi sâu vô cái thành phần đó nên không có gì phải quan trọng. Thật sự mình hồi xưa mình học được thì bảo đảm các bạn sẽ học được rất là dễ. Rồi về giải phẫu học thì các bạn chỉ học, nói chung là cơ bản về tim, về phổi, về gan, để cho các bạn biết kiến thức cơ bản để sau này đi làm việc thôi. Đó, rồi các bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm trong lúc các bạn đi làm. Trong lúc các bạn đi làm, các bạn không có ngừng học đâu nha. Ví dụ có một bệnh mới, bệnh viện sẽ chuyển cái người specialist xuống
chỉ dạy thêm cho các bạn lúc mà các bạn đi học. Thực ra tất cả các kiến thức mà anh học được ở cái uni ấy, nó chỉ là kiến thức cơ bản thôi. 8 năm đi làm anh học được rất là nhiều, giống như là học 10 năm ở đại học vậy đó. Cảm ơn Dũng. Minh Anh, Michelle hỏi là nếu mình muốn làm clinical nurse và specialist thì mình có phải học cao hơn không? Chị nhớ là hình như trong quá trình em học nurse là sẽ có major đúng không em? Tức là em được quyền... Chắc câu hỏi của bạn là special là như vậy. Đúng rồi. À không, cái này của bạn đó tên gì ha? À, Minh Anh, Michelle em. Ok, Minh Anh, đúng rồi. Anh đang muốn làm cái CNS này nè, Clinical Nurse Specialist hay gọi tắt là CNS á, thì em cứ làm Registered Nurse trước đi đã, làm việc được vài năm, cái sẽ em quay lại trường em học Postgrad. Em có cái bằng Postgrad rồi á, em có thể apply cho bệnh viện, mình là một Registered Nurse, mình có Postgrad degree, thì bệnh viện nếu mà có slot Clinical Nurse Specialist á, thì họ sẽ làm một cái số assessment cho em để họ upskill em lên thành một cái CNS. À, còn nếu mà em có thể không học cũng được, à, bệnh viện nó một số bệnh viện lớn hoặc là những cái bệnh viện nào mà họ treasure cái staff của họ đó, họ sẽ có một cái số program để cho học và làm ở bệnh viện. Sau khi mà em học em làm ở bệnh viện rồi, em sẽ có một cái degree khác để là em progress lên cái clinical nurse specialist, hoặc là em có thể làm một cái QI, nó kêu là quality improvement đó, hoặc là cái KIP project của em nói cái nguyện vọng của em muốn làm cái này, làm cái này, em demonstrate cho người ta trong vòng bao nhiêu năm làm registered nurse em đã làm được cái này cái này cái này rồi, thì họ sẽ cân nhắc họ cho em lên upskill em lên là một nurse specialist. Thì nó có rất là nhiều cái pathway, chứ mình không cần phải học graduate nurse postgrad. Ok Dũng. Có bạn Thanh Dung có hai câu hỏi. Nếu bệnh nhân mà qua đời trong ca nằm của mình thì mình cần làm những gì? Và câu hỏi thứ hai là trung bình một ngày thì mình sẽ take care, trong cái thời gian ca làm của mình thì mình sẽ take care khoảng bao nhiêu bệnh nhân? Nếu mà bệnh nhân mà pass away trong cái ca làm của mình, tùy theo cái ca đó mà tùy theo cái lý do để người ta mất á, thì nếu mà các bạn làm trong khoa palliative care, giống như mình hồi mình đã làm cho palliative care, palliative là dành cho chăm sóc những người mà bị giống như ung thư cuối đời sắp mất á, thì họ mất thì nghiễm nhiên là họ sẽ mất thôi, tại vì họ không chữa được thì họ mất, thì mình không có cần phải police hay là ai tới điều tra hết, thì chỉ cần mình clean họ sạch sẽ rồi mình thay đồ cho họ rồi mình đẩy họ xuống nhà xác rồi mình ký tên là mình đã đẩy, nhưng mà lúc nào cũng làm với hai người hết, không bao giờ làm một người để có witness đồ này kia. Còn cái ca làm mà có cái bệnh nhân mà mất mà unexpected death á, tức là mình không có expect người ta mất á, thì cái này là coroner case, thì bạn không có cần phải làm gì hết, bạn cứ escalate the manager thì manager sẽ giải quyết mọi chuyện. Các bạn chỉ cần report lại là các bạn tìm thấy trong hoàn cảnh nào, trong cái tình trạng nào mà người ta mất, rồi các bạn report lên manager rồi đẩy hết cho manager làm. Mình không cần phải làm further investigation nữa. Ok. Có bạn Như ơi, em hỏi còn cái phần thứ hai là thì trung bình là từ 4 tới 5 bệnh nhân cho một người registered nurse. Ok. Đó là ca ban ngày, còn ca ban đêm là từ 8 tới 10 bệnh nhân cho một người registered nurse. Cảm ơn Dũng. Như chị thấy câu hỏi của em á là anh Dũng sẽ làm những gì, thì hồi nãy anh Dũng đã có chia sẻ rồi, cho nên chị xin skip và chị qua câu hỏi tiếp theo nhé. Mình trả lời một câu hỏi đó thôi rồi mình sẽ move section nhé. Tại vì còn chúng ta còn hai section nữa ha. Câu hỏi cuối cùng là anh ơi cho em hỏi là anh manage công việc và đời sống như thế nào? Nursing là một ngành khá demanding và anh cảm thấy khó khăn nhất của ngành nurse là gì? Khó khăn thì anh manage, thứ nhất là manage công việc và đời sống như thế nào, thì nó mỗi người sẽ có một cái manage khác nhau, thì anh sẽ mình cho dù là cái thời khóa biểu của mình nó đặc tính đi nữa, mình có thể take leave ha, mình take leave mỗi ngày, mỗi lần mà mình cần, thí dụ tuần này mình làm quá nhiều rồi, tuần sau mình muốn take leave thì mình nói chuyện với manager của mình, apply cho cái leave application, thì mình sẽ được một vài ngày nghỉ, thì lúc đó mình sẽ enjoy cuộc sống của mình.
Còn cái phần mà khó khăn nhất của nurse á, một số người họ không có thể làm nào mà cope được cái ca đêm. Làm ca đêm là tức là từ 9 giờ rưỡi cho tới 10 cho tới 7 giờ sáng á, tức là các bạn phải thức xuyên suốt đêm để canh bệnh nhân, chỉ bạn chỉ có một tiếng để các bạn break thôi. Thì những cái đó nó là cái anh cảm thấy khó khăn của mình. Rồi các bạn sẽ ngủ không đủ, có thể hôm nay các bạn làm được từ làm ca chiều từ 1 giờ rưỡi chiều cho tới 10 giờ đêm. Sáng hôm sau các bạn phải quay lại 7 giờ sáng làm việc rồi. Cái ca ngủ cái giấc ngủ của bạn không có đủ thì các bạn phải phải có một cách balance cuộc sống như thế nào. Các bạn phải ăn uống cho đủ chất, các bạn sẽ ngủ bất cứ lúc nào mà các bạn cảm thấy có thể để mình nạp năng lượng cho mình ha. Thì cái sức khỏe, take care cái sức khỏe của mình rất là quan trọng. Cảm ơn Dũng. Cảm ơn Dũng nhiều lắm nha. Các bạn, các bạn có câu hỏi các bạn cứ để cái một chat box nha. Các anh chị ghi nhận và sẽ họ liên hệ lại các bạn để mà hỗ trợ thông tin sau nha. Cảm ơn Dũng nhiều nha. Một lần nữa. Với lại, với lại em bây giờ em có drop cái email của em cho các bạn á, thì các bạn có thể thấy trong cái chat box thì có thể liên hệ trực tiếp email với anh ha. Tuyệt vời, thank you Dũng nha. Ok. Bây giờ mình sẽ qua cái session tiếp theo, đó là về phần PT Magic chia sẻ những cái thông tin về khóa học để giúp cho các bạn yêu cầu đạt yêu cầu đầu vào. Tại vì chị thấy cũng có nhiều bạn cũng worry về cái phần mà tiếng Anh của mình không đủ đó. Chị Yến ơi, em xin phép mời chị á. Ok, rồi Gina, chị đây. Rồi, chị xin phép để bắt đầu nha mọi người. Rồi, mọi người có thấy cái chia sẻ của màn hình không của mình không ạ? Dạ, em thấy chị. Ok, rồi thế thì bây giờ mình bắt đầu nhé. Thì hôm nay thì chị xin đại diện BP Magic để mà chia sẻ về bài thi BP Academic. Tại sao mà bài thi BP Academic có thể là cái sự lựa chọn tốt hơn cho các bạn khi mà các bạn có cái nhu cầu để mà mình học và trở thành một nurse ở Úc. Thế thì một số chia sẻ như hồi nãy là trong quá trình mình nói á, thì mình cũng đã nghe đại diện bên trường cũng giống như là bạn anh Dũng đã chia sẻ về về kiến thức về cái số điểm của BTE và IELTS khi mà chúng ta đòi hỏi để mà chúng ta lấy vào cái đầu vào, cũng giống như là sau khi mà chúng ta tốt nghiệp 3 năm nursing thì chúng ta đầu ra. Thì với BTE thì cái nhu cầu thì cái đòi hỏi đầu vào cho các bạn khi mà học nursing thì các bạn phải đạt được BTE 65. Đó thì tương đương với lại IELTS 7 chấm nha các bạn nha. Và tương tự thì khi 3 năm đại học ra thì các bạn sẽ cần phải lấy lại BTE 65 nữa để mà chúng ta lấy được cái minimum là lấy BTE 65 để mà chúng ta lấy được cái nursing registration cho các bạn để các bạn trở thành registered nurse. Và một điều nữa các bạn lưu ý thì với BTE 65 thì các bạn cũng có thể lấy được thêm 10 điểm cho cái điểm định cư di trú sau này cho các bạn. Và nếu mà các bạn có thể làm tốt hơn á, thì mình có thể lấy được BTE 79. BTE 79 ở đây cũng sẽ tương đương với là IELTS 8 chấm. Thì với BTE 79 Open thì các bạn có thể secure được tới 20 điểm cho cái điểm số di trú sau này của mình nhé. Rồi đấy là với cái sự khác biệt giữa scoring của bây giờ thì mình sẽ đi vào chút xíu về cái sự khác biệt giữa hai bài test này và bài test tại sao BTE lại có những cái điểm nổi trội hơn các bạn nhé. Thì về yếu tố về hình thức thì cả hai bài test này thì chúng ta đều sẽ phải nói đến như là chúng ta đều phải thi 4 kỹ năng cả là nghe, viết, đọc, nói. Nhưng mà đối với bài thi BTE á, với bài thi BTE thì phần thi speaking của chúng ta sẽ thi chung với lại writing luôn, có nghĩa là các bạn sẽ dành thời gian ra khoảng approximately là khoảng 3 tiếng đồng hồ để các bạn có thể thi tất cả những cái bài thi trong cùng một lúc nha, trong cùng một thời điểm. Trong khi đó thì bài thi IELTS Academic thì các bạn sẽ phải thi các kỹ năng khác như listening, reading và writing trước, rồi sau đó thì các bạn phải thi speaking riêng ra nha, riêng ra. Thì với hình thức với cái và bài thi BTE Academic đó, cũng rất là dễ để cho các bạn đặt lịch thi trên trang chủ của Pearson, cho nên là các bạn cũng rất là dễ kiếm được những cái trung tâm thi gần với mình nhất nha. Chỉ cần đánh cái địa chỉ của các bạn hoặc là các bạn đánh tên thành phố của các bạn thì cái hệ thống nó sẽ list cho chúng ta rất là nhiều cái trung tâm gần mình nhất và mình có thể đặt thi book thi trực tiếp trên trang chủ của Pearson. Và đặc biệt một cái khá là quan trọng mà chị muốn nhấn mạnh là PT, đối với PT Academic thì cái kết quả ra rất là nhanh, thường thường là kết quả sẽ ra từ 24
giờ cho đến 48 giờ sau khi thi, chị cũng đã có rất là nhiều các bạn. Sáng các bạn thi, sáng các bạn đi thi, sau khi các bạn đi thi về, chừng 1 tiếng, 2 tiếng sau là các bạn đều đã có cái kết quả rồi. Và cái lý do tại sao mà các bạn có thể có kết quả nhanh như vậy là tại vì đối với lại bài thi DTE Academic thì các bạn sẽ phải thi trên máy 100%. Bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết hơn về cái sự khác biệt giữa từng kỹ năng nha mọi người nha. Thì đối với lại thành phần thi speaking nè, ok, thì các bạn ở đây chắc hẳn các bạn cũng là khá là familiar với lại cái bài thi IELTS ấy. Cho nên là hình thức về thi speaking của IELTS là các bạn sẽ phải ngồi thi one-on-one với lại examiner, đúng không? Còn bài thi BTE Academic thì như các bạn thấy ở trên hình đây, đây là một cái phòng thi chuẩn của BTE. Có nghĩa là một lúc thì các bạn có thể thi với từ 6, 8 hoặc là 10 người như thế này. Và mỗi một bạn thì sẽ ngồi trên máy tính và làm bài thi của mình nha. Và bài thi BTE Academic thì 100% là computer based, có nghĩa là bạn làm mọi thứ, bạn thi nó, bạn thi nói, bạn thi viết, bạn thi reading, listening, mọi thứ đều diễn ra trên máy tính cả và trọn vẹn trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ các bạn nha. Rồi. Thì những cái lợi ích mà chúng ta có thể thấy được ngay á, đối với là phần thi speaking á, là thứ nhất, chúng ta có thể thi cùng một lúc luôn. Đó, là phần thi speaking là phần thi đầu tiên của bài thi BT nha. Và cái lợi ích thứ hai á, là một số bạn cho chị biết rằng khi mà chúng ta thi IELTS á, thì cái vấn đề là các bạn nhiều khi mình hay lo sợ là tại vì mình phải thi, mình phải nói chuyện trực tiếp với lại giám khảo, một người đứng ngồi đó phỏng vấn mình, đúng không? Cho nên các bạn thường hay rất là lo lắng và rất là dễ bị rung. Còn trong khi thi BTE á, thì các bạn chỉ có thể trả lời trực tiếp cho máy thôi, cho nên cái phần này á, thì các bạn có thể đỡ phải lo lắng hơn và đỡ bất rung hơn nè. Và một trong những cái yếu tố mà quan trọng của bài thi BTE đó chính là về cái yếu tố về cách chấm điểm. Thì do BTE Academic là 100% được chấm theo máy chấm, cho nên thành ra thì những yếu tố mà liên quan đến những cái human errors khi mà chúng ta thi speaking là không có các bạn nhé. Và sau đây thì chị sẽ nói đến cái phần thi reading. Đây, phần thi reading ha. Thì phần thi reading thì các bạn thấy là chúng ta sẽ đối với là hai phần thi giữa IELTS và BT Academic thì nó sẽ có một số những cái tương đồng về cái dạng câu hỏi. Thế nhưng mà về cái thời gian thi á, thì với phần thi với IELTS thì các bạn sẽ phải dành khoảng 60 phút để chúng ta thi, trong khi BT Academic thì reading chúng ta chỉ cỡ khoảng 32 cho đến 41 phút thôi nha. Và về số dạng câu hỏi á, thì BTE sẽ ít hơn rất là nhiều so với lại IELTS. Nhưng mà hôm nay do thời lượng chương trình thì mình sẽ không đi vào chi tiết từng dạng nha, và chị chỉ muốn nêu lên những cái ưu điểm của phần BTE mà thôi ha. Thì với phần thi này á, thì cái mà đặc biệt các bạn có thể để ý nè, là đối với lại phần thi IELTS á, thì với phần thi reading là các bạn sẽ được cho hẳn 3 đoạn text lớn dài để mà các bạn dựa vào đấy các bạn trả lời tới 40 câu hỏi. Và trong khi á, thì đối với lại phần thi BTE á, từng dạng câu hỏi, từng câu hỏi có trong bài sẽ là một đoạn text khác nhau. Và các đoạn này thường rất là ngắn hơn. Điều đó ngắn hơn rất là nhiều luôn. Điều đó cho chúng ta được một cái ưu điểm là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta đọc một cái đoạn văn ngắn á, thì chúng ta sẽ dễ đọc hơn. Sử dụng những cái kỹ năng khi mà chúng ta đọc á, chúng ta sẽ học trong quá trình á, thì chúng ta sẽ dễ đọc hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ rất là dễ để mà kiếm được cái đáp án hơn là chúng ta phải ngồi chúng ta đọc một cái đoạn văn dài. Mà nhiều khi chúng ta không kiếm được đáp án thì chúng ta cứ quanh quẩn ở khúc đấy thôi, chúng ta không thể move on được. Còn trong khi á, bài thi BTE á, thì các em có thể là giống như là ok, có một đoạn văn ngắn hơn thì các em có thể đọc được cái đoạn văn đấy và các em có thể tìm kiếm thông tin dễ hơn. Và sau đó thì chúng ta có thể chọn được cái đáp án và chúng ta move on sang cái câu tiếp theo. Và câu tiếp theo sẽ là một đoạn văn khác nữa các bạn nha. Rồi, và tất nhiên là cái số dạng câu hỏi á, đối với lại phần thi trong BTE Academic thì nó cũng sẽ ít hơn, Và số lượng câu hỏi thì cũng sẽ ít hơn so với lại 40 câu hỏi trong phần thi IELTS nhé. Và listening. Ok, listening là phần thi đối với lại phần thi IELTS thì các bạn sẽ thời gian trong listening của IELTS lại ngắn hơn so với lại BTE một chút xíu các bạn nha. Và về số lượng câu hỏi các type á, thì thường thì cả hai, đối với phần listening thì cả hai bên đều có sự tương đồng về các dạng câu hỏi. Sẽ có một số loại dạng câu hỏi nó giống và cũng sẽ có một số dạng câu hỏi nó khác. Nhưng mà một lần nữa,
Thì đối với lại phần listening trong IELTS, khi các bạn nghe là các bạn sẽ lần lượt nghe bốn cái đoạn nghe khá là dài, và dựa vào đấy thì các bạn phải trả lời 40 câu hỏi khác nhau nhé. Còn đối với lại BT Academic thì phần listening này, số lượng câu hỏi sẽ từ 17 cho đến 24 câu, và đối với lại từng câu thì các bạn sẽ nghe một cái audio khác nhau. Và tất nhiên là các bạn cái đòi hỏi để trả lời câu hỏi cũng sẽ khác nhau nữa. Thành ra thì các audio nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ trực tiếp hơn. Thì như thế thì có thể giúp cho các bạn đưa ra cái câu hỏi nhanh hơn, đưa ra câu trả lời nhanh hơn nhé. Và đấy là về phần thi listening của phần thi BT Academy. Và một trong chị sẽ nói đến cái phần thi writing. Thì phần thi writing và phần thi speaking là một trong những cái hai phần thi á mà theo như là chị thấy đó, thì các bạn khi mà chúng ta nói đến tiếng Anh thì các bạn vừa bị chúng ta rất là lo lắng về hai phần thi này. Thì đối với lại phần thi writing trong BT Academy á thì cũng sẽ còn có hai dạng câu hỏi như là phần thi trong IELTS ha, như là trong IELTS. Một dạng câu hỏi là chúng ta phải được đòi hỏi là nó gọi là summarize written text. Thì khi đấy thì nó sẽ cho chúng ta một đoạn văn và nó yêu cầu chúng ta hãy viết lại một cái đoạn summary ngắn. Và cái dạng bài thứ hai chính là cái essay. Và một trong những cái trở ngại mà các bạn khi mà chúng ta học writing á và chúng ta sợ là chúng ta không làm tốt á, thứ nhất là về grammar, thứ hai là về lượng vocabulary. Đó thì trong BTE á thì cái đòi hỏi về vocabulary nó sẽ không quá học thuộc so với lại IELTS writing task nha. Thì cái đây là cái điểm mà chị cảm thấy đây là một trong những cái mà chúng ta có thể rất là hỗ trợ các em để mà chúng ta có thể đạt điểm cao trong phần thi writing, miễn là chúng ta có thể hiểu được cái nội dung cần làm là gì và chúng ta trả lời được câu hỏi là chúng ta có thể đạt được cái điểm writing như mong muốn nha. Và đấy là một số những cái sự khác biệt giữa phần thi BTE và phần thi IELTS. Và cái cuối cùng sau đây thì chị cũng muốn nói thêm là đối với lại phần thi BTE thì một trong những cái yếu tố quan trọng để mà có thể giúp cho các em á, dễ đạt được cái target hơn là gì? Thứ nhất là đối với lại phần thi BTE này á, thì nó có cái hệ thống mock test. Phần thi BTE có hệ thống mock test, có nghĩa là các em có thể thực hành làm mock test trước khi chúng ta thi thật ấy. Thì thành ra là chúng ta có thể biết được là cái performance của mình sẽ là như thế nào, đúng không nè? Thì BT Magic có cái platform á. Thì cái platform đây chính là gì? Bọn chị tạo ra cái platform này là trên đây sẽ gồm có những cái tài liệu cũng giống như những dạng câu hỏi mà các bạn học sinh có thể lên đây để mà thực tập làm các dạng bài tập có trong BTE. Và đồng thời thì hệ thống platform á cũng có tích hợp cái mock test này ở đây. Thì khi mà trong quá trình học á thì các trainer sẽ giúp cho các bạn, khi mà các bạn làm mock test thì các trainer có thể giúp cho các bạn có đưa ra những cái buổi review one on one để mà các trainer có thể cho các bạn ý kiến là ok là performance điểm số như thế, performance của các bạn như thế đã có thể đủ để các bạn đi thi chưa, đúng không nè? Đi thi chưa thì bọn mình sẽ cho các bạn cái feedback đấy. Và đồng thời á thì bọn mình cũng có thể cung cấp cho các bạn cái lộ trình học một cách phù hợp cho từng target đó. Thì ví dụ như là các bạn lớp 12 đang tìm hiểu để mà học để mà chúng ta đăng ký lấy intake vào trong uni để mà học nursing, thì giống như Gina có, giống như là các bên trường có chia sẻ thì thường thì intake của nursing từng tùy vào program có thể là vào tháng 1 và tháng 3, đúng không? Thế thì bạn sẽ phải sắp xếp thời gian làm sao mà sau khi chúng ta thi high school thì chúng ta vẫn có thể đủ thời gian để mà chúng ta chuẩn bị thật tốt cho bài thi chúng ta thi và chúng ta học BTE để mà chúng ta lấy điểm cho cái 65 để cho kịp nộp vào trong uni. Thì những cái lộ trình học của mình sẽ cho các bạn tư vấn cho các bạn những cái lộ trình học phù hợp để phù hợp với lại cái nhu cầu cũng giống như là cái target mong muốn của học sinh ha. Và đây là một số, mình xin chia sẻ một số những cái testimonial của các bạn là học sinh nursing luôn, như là bạn Thu Hà Vũ thì bạn tiếng Anh của bạn không được tự tin lắm, bạn rất khá là kém nhưng mà bạn cũng đã thi và pass lấy 65 vào trong cho kịp cái intake Euro của năm ngoái. Và bạn Tuyết Ngọc cũng thế. Và đây là bạn Jayden Phạm, thì Jayden là không phải là du học sinh, bạn là local,
Nhưng mà bạn cũng phải cần lấy 65 để mà bạn có thể lấy được cái registration để mà trở thành official registered nurse. Và bạn lấy được 65 open và phần speaking thì sau một tháng học thì bạn đã có thể lấy được 81, là tương đương với là IELTS 8 chấm. Yeah. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của chị ha cho phần thi BTE. Và tất nhiên thì hôm nay đến với lại buổi talk show ngày hôm nay thì BTE cũng xin là chia sẻ cho các bạn là cái giveaway, cái gift voucher ha, là khi mà các bạn có thể đăng ký thì các bạn sẽ được voucher từ BTE. Và nếu mà các bạn có những cái câu hỏi cũng giống như là cần sự tư vấn để làm sao vạch ra cho mình cái lộ trình học một cách phù hợp á, thì lúc nào các bạn cũng có thể contact bên mình hoặc là visit cái Facebook page của BT Magic để mà có thể đăng ký được tư vấn thêm. Thì sau nay thì mình xin là nếu các bạn có những cái câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi. Dạ, cảm ơn chị Yến, em thấy có câu hỏi luôn rồi nè. Cho em hỏi là phần thi speaking của PTE là mình trả lời trực tiếp trên máy với người hỏi thi hay là mình chỉ thu âm phần nói của mình dựa trên câu hỏi thôi? À, ok. Phần thi speaking là em sẽ trả lời trực tiếp trên máy luôn. Thì máy sẽ có hệ thống thu âm trực tiếp luôn cái câu trả lời của em luôn. Và khi đó thì sau đó thì máy sẽ tự chấm luôn. Nói chung là mọi thứ từ khi mà em ngồi xuống em thi ấy, đến lúc mà em hoàn thành bài thi của em là tất cả đều là trên máy hết. Và em thi cùng một lúc luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Các bạn ơi, các bạn còn có câu hỏi nào, các bạn đặt câu hỏi nhé. Chúng ta sẽ còn một session cuối cùng nữa. Còn bạn nào có câu hỏi gì thêm không? Rồi vậy nếu vậy thì chắc em xin phép move qua section tiếp theo ha. Okay. Các bạn nếu mà có câu hỏi gì thêm thì các bạn cứ nhắn một câu hỏi vào một chat box, anh chị hoàn toàn ghi nhận lại thông tin câu hỏi của các bạn và liên hệ các bạn sau buổi event này nhé. Dạ em cảm ơn chị Leo đã stay với tụi em. Chị Leo có thể start cái phần present của mình rồi. Ok, chào mọi người ha. Thì chị là Leo, chị là co-founder và là head trainer của CCL Magic. Thì chắc hẳn ở đây Leo nghĩ chắc cũng 50% các bạn không biết bài thi CCL là gì, thì coi như đây là một cơ hội để Leo chia sẻ cho mọi người biết luôn. Just one second. Có một người nào đó đang hình như vẫn còn share screen trên Leo, không có share file được á. Yến, em có thể em tắt cái share screen của em. Ok. Được chưa chị? Chưa, you cannot start screen share while the other participant is sharing. Okay. Basic, advanced. Em tắt rồi đó. Leo vẫn không share được. So... Đợi em chút xíu. Ok, thế nhỉ? Thế thì trong lúc đợi chị Yến tắt cái share screen đó thì Leo cũng cảm ơn hồi nãy là bạn Dũng đã chia sẻ rất là cụ thể về cái bối cảnh là nếu như các bạn lựa chọn ngành học du học Úc mà theo ngành nursing thì cái cơ hội làm việc ở lại như thế nào. Và cũng cảm ơn Dũng đã đề cập tới bài thi CCL, tại vì thật sự ra bài thi CCL nó là một cái khía cạnh khá là mới mẻ so với các bạn muốn định cư Úc dạo gần đây. Nếu như những bạn nào ở đây đang trong cái quá trình mà mới bắt đầu tìm hiểu về ngành học nursing mà chưa bắt đầu học thì có lẽ là bài thi CCL vẫn còn là một cái bước quá mới với các bạn. Nhưng đối với những bạn học năm 3, năm 4 hoặc chuẩn bị tốt nghiệp rồi thì bài thi CCL sẽ giúp cho các bạn có 5 điểm định cư, tại vì đã tới lúc các bạn chuẩn bị hồ sơ để định cư rồi. Ok. Let me try it again. Cool. Got it. Thank you. Alright. Ok, rồi. Vậy thì cái presentation của Leo ngày hôm nay sẽ rất là ngắn gọn thôi nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tự hỏi là cái bài thi CCL này nó là cái gì? Thì bài thi CCL này nó là viết tắt của Credential Community Language. Thì đây là một bài thi về ngôn ngữ cộng đồng của nước Úc. Đây là một bài thi do tổ chức NATI. Tổ chức NATI là một tổ chức của chính phủ Úc, là chuyên về biên dịch và thông dịch. Thì nó không chỉ tập trung vào tiếng Việt mà còn tất cả những ngôn ngữ khác ở trên nước Úc nữa, trừ tiếng Anh ra. Thì các bạn cũng biết nước Úc là nước có rất là nhiều nền văn hóa,
và nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, cho nên là cái tổ chức NATI này thì nó sẽ là cái tổ chức trung tâm để mà có thể kiểm duyệt cái chuyện mà biên dịch phiên dịch qua lại giữa các ngôn ngữ. Thì mục đích của bài thi CCL này là để đánh giá xem cái khả năng giao tiếp và khả năng lĩnh hội và hiểu cái kiến thức của các bạn về xã hội Úc á, là nó tới mức độ nào. Chủ đề của cái bài thi CCL này nó sẽ xoay quanh những cái tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống hàng ngày của mình. Ở đây Leo chia làm 6 topics, tức là 6 chủ đề để cho mọi người dễ theo dõi. Nhưng nói nôm na ra thì nó giống như là một cái cuộc hội thoại giữa bạn và người nước ngoài, và bạn phải dịch qua dịch lại giữa hai ngôn ngữ, mình phải đóng vai trò lên một phiên dịch viên. Thì các bạn cứ tưởng tượng nếu như bố mẹ mình sau này đi sang Úc mà bố mẹ mình không biết tiếng Anh, và mình phải dẫn bố mẹ mình vào ngân hàng để mở một tài khoản ngân hàng, thì bản thân bạn phải là một cái người đóng vai trò làm thông dịch viên để nói chuyện qua lại giữa hai bên. Thì bài thi CCL đó là như vậy, nó chỉ đơn giản là một cuộc hội thoại như vậy thôi. Ok, vậy thì bài thi CCL này khi mà các bạn thi á, thì nó sẽ khoảng chừng 20 tới 25 phút thôi. Tức là nguyên một cái bài thi CCL tốn của các bạn khoảng chừng 20 cho tới 25 phút. Và trong 20 đến 25 phút này các bạn sẽ phải làm hai bài hội thoại. Hai bài hội thoại thì mỗi một bài nó sẽ rơi vào khoảng chừng 300 chữ. Và 300 chữ này thì nó sẽ chia ra thành là 10 cho tới 12 câu. Cứ một câu tiếng Anh xen kẽ với câu tiếng Việt. Xong câu tiếng Anh xen kẽ câu tiếng Việt. Thì giữa hai cái câu tiếng Anh và tiếng Việt sẽ có một cái tín hiệu là một cái tiếng chuông. Thì khi mà câu tiếng Anh của người ta vừa nói xong sẽ có một cái tín hiệu hoặc một tiếng chuông vang lên báo hiệu cho các bạn là cái câu của người ta vừa nói xong rồi. Bây giờ bạn có 5 giây chuẩn bị, bạn chuẩn bị dịch đi. Ok, ví dụ người ta nói là hello, how are you? Và người ta có một cái tiếng chuông. Thì sau khi tiếng chuông rang xong các bạn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Giây thứ 5 là các bạn đã phải mở miệng ra, xin chào, bạn có khỏe không? Được chưa? Và sau khi các bạn dịch xong thì người ta sẽ mở tiếp câu tiếng Việt cho các bạn nghe. Thì cái người tiếng Việt, cái người nói tiếng Việt, người ta có thể nói một câu, ví dụ như dạo này tôi không khỏe lắm. Thì sau khi nói xong lại sẽ có một cái tiếng chuông. Sau khi tiếng chuông vang lên các bạn sẽ có 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Và giây thứ 5 các bạn phải mở miệng ra, các bạn dịch ngược lại là gì? I have not been well recently. Okay. Đó là một cái ví dụ đơn giản để cho các bạn hiểu là cái bài thi CCL này nó vận hành như thế nào. Ok chưa? Vậy thì khi các bạn làm bài thi CCL thì đầu tiên đối với lại bài thi CCL, cái quan trọng nhất là các bạn phải có được một lịch thi, có được một kỳ thi CCL đã. Lịch thi CCL trong một năm chỉ có khoảng chừng 6 cho tới 8 kỳ thi một năm thôi. Tức là mỗi tháng chỉ có thi một ngày duy nhất. Một ngày duy nhất trong một tháng. Và có một số tháng thì không có lịch thi. Cho nên lịch thi của CCL không nhiều như lịch thi PTE. Cho nên nếu như các bạn muốn lấy 5 điểm cho cái hồ sơ định cư của mình thì các bạn phải chen chân vào lấy được một kỳ thi CCL đã. Sau khi các bạn đã có được một cái slot thi CCL, lúc đó các bạn mới tính tới cái chuyện à, có vẻ như tôi học tôi cảm thấy tôi chưa có ready để tôi thi, thì tôi có thể dời lịch thi lại 1-2 tháng sau đó. Hoặc nếu như khi các bạn học mà các bạn học với Leo và Leo review cho các bạn, Leo cảm thấy là ô em học quá tốt đi, em tiến bộ nhanh quá, em thi liền cho chị, thì các bạn có thể đổi lịch thi sớm hơn thì các bạn thi, có thể đổi lịch thi sớm hơn 1 tháng hoặc là trễ hơn 1 tháng tùy vào cái tốc độ các bạn học. Ở đây thì Leo có liệt kê ra một số những cái bước căn bản để mà các bạn đặt lịch thi CCL. Thì cái này các bạn có thể take a screenshot, chụp hình lại. Hoặc nếu như các bạn mà có ý định là muốn đặt kỳ thi CCL, các bạn hoàn toàn có thể inbox vào page của CCL Magic. Thì bạn admin đó sẽ giúp cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cách đặt lịch thi như thế nào. Ok, và lịch thi CCL này thì Leo nói luôn, giá rất chát, không có rẻ. Một lần thi CCL là 800 đô. Được chưa? Cho nên bởi vì lịch thi của nó đã hiếm mà cái tiền thi của nó lại còn mắc, cho nên các bạn phải thi một lần là đậu luôn, đừng để nhai đi nhai lại nhiều lần, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi các bạn học CCL thì sẽ có, các bạn cần phải có một khoảng thời gian nhất định, tức là từ 3 cho đến 4 tháng trung bình là như vậy, để các bạn có thể học được hết những cái kiến thức của xã hội Úc, và sau đó các bạn mới đi thi và các bạn mới có tự tin. Thật ra ở đây cái bài thi CCL thì một số bạn á, cảm thấy là bài thi CCL này nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà tại sao tỷ lệ đậu nó không cao, là bởi vì các bạn học không đúng cách. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người sử dụng song ngữ, tức là vừa sử dụng cả tiếng Anh vừa sử dụng cả tiếng Việt, nhất là những bạn đang học ở bên này rồi. Còn những bạn chưa qua Úc thì mình khoan nói tới.
thì khi các bạn ở bên này và các bạn sử dụng cả hai ngôn ngữ qua lại rồi thì đó đã là một kỹ năng của mình rồi. Chỉ có điều là các bạn không biết cách practice, các bạn không biết cách mài dũa kỹ năng nó như thế nào. Cho nên khi các bạn vào bài thi CCL dịch qua dịch lại các bạn bị choáng váng. Và cái thứ hai nữa là các bạn không có đủ kiến thức nền hoặc là những cái từ vựng nền trong xã hội Úc thì các bạn sẽ không dịch được. Ok. Vậy thì khi mà các bạn thi CCL các bạn cần phải biết được bài thi CCL này nó chấm điểm dựa trên tiêu chí gì. Nếu như các bạn mà không biết bài thi này chấm điểm dựa trên tiêu chí gì thì chẳng khác nào các bạn quăng tám trong đô qua cửa sổ. Vậy thì ở đây đúng theo trên website của NATI các bạn sẽ thấy bài thi này nó sẽ chấm dựa trên thứ nhất là ví dụ như language quality. Language quality tức là cái chất lượng, tức là cái câu văn dịch của các bạn á, nó có thuần giống như là văn nói tiếng Việt hoặc là văn nói tiếng Anh hay không. Rồi language register, văn phong của các bạn nó có phù hợp với bối cảnh hay không. Leo lấy ví dụ đơn giản như thế là hiểu liền. Ví dụ như người ta chỉ nói một câu good morning Mrs. Fung, how can I help you? Vậy thì good morning Mrs. Fung, how can I help you? Thì khi các bạn dịch ra tiếng Việt sẽ là gì? Xin chào cô Phụng, hoặc xin chào chị Phụng, hoặc xin chào bà Phụng, tôi có thể giúp được gì cho cô, hoặc là cho chị, hoặc là cho bà. Nếu như các bạn dịch như vậy thì perfect, không có gì phải nói. Nhưng nếu như có một bạn nào đó mà dịch là xin chào chế Phụng, hôm nay chế có khỏe không? Thì rõ ràng cái câu của các bạn dịch thật ra không sai, nhưng mà các bạn sẽ bị trừ điểm language register bởi vì văn phong không phù hợp. Các bạn mặc dù chữ chế đúng là chỉ một cái người có mang giới tính là nữ, nhưng các bạn không mang cái từ đó vào đây được. Ok. Và một số những cái tiếp theo mà người ta sẽ chấm điểm cho các bạn ha, là các bạn sẽ thấy cái accuracy, tức là cái độ chính xác thông tin của các bạn nó có đúng hay không. Ví dụ người ta nói tôi đi mua táo và cam thì các bạn lại dịch là tôi đi mua cơm tấm, tức là sai. Hoặc là người ta nói là, hoặc là cái đó, cái điểm accuracy đó với lại điểm distortion là gần như nhau. Distortion là dịch sai nghĩa đó. Okay. Còn ví dụ người ta nói tôi đi mua táo và cam, nhưng nếu các bạn dịch là tôi đi mua táo, các bạn bỏ mất thông tin của người ta thì các bạn sẽ bị trừ điểm omission, bỏ mất thông tin. Và cũng y chang như vậy, tôi đi mua táo và cam, nhưng các bạn lại dịch là tôi đi mua táo và cam và nho, thì các bạn sẽ bị trừ điểm là insertion, là tự động thêm ý, thêm thông tin vào. Ok, thì tất cả những cái này sẽ làm cho các bạn bị trừ điểm. Vậy thì ở đây Leo sẽ chia sẻ cho các bạn là các bạn để ý nè. Các bạn có thấy cái chữ này không? Nào, cái chữ deduct này nó báo hiệu cho các bạn biết là khi tôi đóng 800 đô cho bài thi CCL, ngay lập tức điểm của tôi là 90/90. Khi các bạn đi thi các bạn sẽ có hai bài hội thoại, mỗi một bài sẽ là 45 điểm. Ok. Vậy thì khi tôi đóng 800 đô tôi sẽ có 90/90. Vậy thì bản chất bài thi CCL là bài thi trừ điểm xuống. Nếu các bạn làm đúng, các bạn được bảo toàn số điểm. Nhưng nếu các bạn mà làm sai thì các bạn sẽ sai chỗ trừ điểm, sai chỗ trừ điểm, sai chỗ trừ điểm. Cứ trừ dần cho tới khi nào các bạn còn 63/90 thì các bạn sẽ đậu. Và đặc biệt, một trong hai bài không được bài nào dưới 29. Ok, ví dụ bài 1, dialogue 1, các bạn được 40 điểm. Dialogue 2, các bạn được 28 điểm. Cộng lại các bạn vẫn được 68/90, nhưng các bạn vẫn rớt bởi vì có một bài dưới điểm liệt. Ok chưa? Đó sẽ là cái cách mà bài thi CCL nó vận hành. Vậy thì khi tôi đã biết được bài thi CCL này nó đã trừ điểm xuống rồi, vậy thì khi tôi làm bài tôi phải cố gắng làm sao để tôi mắc cái lỗi chỗ nào mà người ta trừ điểm ít thôi. Đừng mắc cái chỗ nào mà người ta trừ điểm nhiều. Chứ còn chuyện mắc lỗi để mà bị trừ điểm chắc chắn là sẽ có. Không bao giờ có chuyện mà các bạn đi thi ra, đi thi vô được 90/90. Không bao giờ. Hiện giờ thì học sinh của Leo thi thì là 83 có, 81 có, nhưng mà 90 là rất khó nha mọi người. Không có, bây giờ không bao giờ có. Ok. Nào, vậy thì để tóm gọn lại cho mọi người thì ở đây các bạn sẽ thấy là Leo có tóm gọn lại phần ở dưới phần ở dưới bên này. Ok, là các bạn chỉ cần để ý thứ nhất phần meaning các bạn dịch đúng hay không. Meaning tức là gì? Là cái thông điệp. Thông điệp của người nói tôi truyền đạt lại có chính xác như người ta nói không, hay là tôi tự thêm ý vô. Tôi thích thêm này vô, thích thêm kia vô. Ví dụ như người ta nói ABC nhưng mà tự nhiên cái mình là người thông dịch viên, mình nghe sao nói cái câu mình nghe bực bội. Nó không có đủ ý,
không phải nói như thế này mới được nè. Xong các bạn tự dịch theo cái ý của các bạn là các bạn sẽ bị chửi điểm. Cho nên cái accuracy, mức độ chính xác của thông tin phải sát sẵn sạc so với gì người ta nói, không bao giờ được đưa ý kiến chủ quan của mình vô. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn dịch, ngoài chuyện nội dung của tôi đã chính xác rồi thì cái hình thức của tôi như thế nào? Hình thức của tôi tức là cái cách tôi truyền đạt thông tin nó có fluent hay không? Tôi nói chuyện có trôi chảy hay không? Và cái cách mà tôi dịch trôi chảy hay không nó phụ thuộc rất nhiều. Ví dụ, nó có thể phụ thuộc vào cái natural speech của các bạn. Cái tốc độ của các bạn như thế nào? Ngừng nghỉ giữa các câu như thế nào để cho các ý nó rõ ràng? Rồi đặc biệt nữa, cái intonation, ngữ điệu trong tiếng Anh của các bạn, nó có đúng hay không? Leo để ý thấy có rất là nhiều bạn người Việt Nam nói tiếng Anh thường hay lên giọng vào cuối câu. Cái đó là một thói quen của các bạn và các bạn cần nên bỏ. Bởi vì không phải lúc nào nói tiếng Anh các bạn cũng cần lên giọng vào cuối câu. Nếu như các bạn lên giọng vào cuối câu, đôi khi nó lại indicates là các bạn đang đặt một câu hỏi. Cho nên cẩn thận với phần intonation của mình. Ngoài ra về phần pronunciation, các bạn, Leo không yêu cầu các bạn phải có pronunciation hay như là người nói tiếng Anh bản xứ. Nhưng các bạn phải có một cái phát âm rõ ràng. Người ta nghe, người ta vẫn phải biết được các bạn nói chữ tiếng Anh đó là chữ gì. Hôm qua Leo có dạy cho một bạn nói tiếng Anh. Bạn đấy cũng đang học ở Việt Nam, đang ở Hà Nội và có visa đi du học rồi. Nhưng mà bây giờ borders đang đóng cửa cho nên là không qua được. Thì bạn ấy nói tiếng Anh với Leo mặc dù nghe hiểu rất tốt. Nhưng khi bạn mở miệng ra, bạn nói tiếng Anh nói như tiếng Pháp, không nghe rõ. Thì cái này sẽ là một điểm thiệt thòi lớn. Là bởi vì bài thi CCL này, khi các bạn thi là thi online luôn nha. Nó sẽ có một cái platform, các bạn thi online, người ta sẽ thu giọng của các bạn lại. Nhưng mà không phải người chấm mà không phải là máy chấm, mà là người chấm. Người này là, những người này là ai? Là những thầy cô ở bên này, thầy cô người Việt Nam, vừa rất giỏi tiếng Anh và vừa rất giỏi tiếng Việt. Cho nên các bạn sẽ không bao giờ có thể qua mặt được người ta. Người ta có thể ngồi nghe một câu của các bạn mở đi mở lại, mở đi mở lại, xem câu này xài từ vựng đúng chưa, xài ngữ pháp đúng chưa, pronunciation đúng chưa, ý tứ đúng chưa, rất là nhiều thứ để chấm điểm. Ok. Alright. Vậy thì mình đã biết được cái bài thi CCL này, cái phương pháp chấm điểm của nó là như thế. Vậy thì cái tiếp theo các bạn cần phải biết là tôi phải có những kỹ năng nào căn bản nhất, coi như là quan trọng nhất để mình có thể mình pass được bài thi CCL này. Thì ok, tiếp theo là những cái kỹ năng mà các bạn cần phải có. Đối với bài thi CCL, các bạn chỉ cần hai kỹ năng thôi. Quan trọng nhất, kỹ năng đầu tiên đó là listening comprehension, và kỹ năng thứ hai là kỹ năng ghi chú. Kỹ năng listening comprehension đó là kỹ năng nghe hiểu. Cái này là quan trọng nhất, bởi vì các bạn sẽ không bao giờ dịch đúng nếu như các bạn nghe sai. Đó là đầu vào của thông tin. Tôi nghe cái gì đó, listening là một trong những receptive skill, tức là một trong những kỹ năng tiếp nhận thông tin bằng tiếng Anh. Cho nên nếu các bạn nghe sai, chắc chắn các bạn sẽ viết sai và chắc chắn là các bạn sẽ dịch sai. Vậy thì khi các bạn học CCL với Leo, các bạn sẽ được luyện kỹ năng nghe hiểu. Sau khi các bạn luyện kỹ năng nghe hiểu xong thì các bạn sẽ cần thêm một kỹ năng nữa, đó là note-taking, tức là kỹ năng ghi chú. Tức là khi tôi nghe người ta nói, tôi sẽ cần phải viết cái gì xuống. Các bạn có thể gặp rất nhiều người, đúng không? Mình có thể gặp rất nhiều người, nhưng mà đâu phải ai cũng trở thành bạn trai, bạn gái của mình. Các bạn cũng phải có một số những sự lựa chọn nhất định. Vậy thì khi các bạn nghe một câu trong tiếng Anh, các bạn cũng phải biết được là cái chữ này tôi nên ghi, chữ kia tôi nên ghi. Bởi vì tôi biết là khi tôi dịch lại, cái chữ này nó sẽ đóng góp cho thông điệp của câu nhiều hơn là cái chữ kia. Ví dụ như vậy, thì Leo sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm sao để mình filter, mình lọc bớt ra những từ không cần thiết để mình ghi. Mình chỉ cần ghi những từ nào đắt giá, quan trọng thôi, để giúp cho quá trình dịch của mình nó được trôi chảy. Ok, và bài thi CCL này, ngoài hai kỹ năng là listening comprehension và note taking ra, thì một cái nữa các bạn cần phải có đó là speaking skill. Cái khả năng nói của các bạn á, nó cũng phải tốt nha. Cho nên là nếu mà các bạn học CCL thì không phải nghi ngờ gì nữa là các bạn sẽ được luyện kỹ năng tiếng Anh giao tiếp. Ok, rất là nhiều bạn học CCL xong thì không những giúp cho các bạn đó giao tiếp dễ dàng hơn trong công việc, mà các bạn còn giao tiếp tốt hơn trong đời sống hàng ngày nữa. Và thêm một cái nữa là cái tiếng Anh của các bạn sẽ được chỉnh từ gốc. Có rất là nhiều bạn nói tiếng Anh rất ok, rất trôi chảy, nhưng mà các bạn nói chuyện sai ngữ pháp. Leo gọi là broken English, nói nghe rất ok, rất trôi chảy, nghe vi vu. Nhưng mà khi mà ngồi coi lại á, là sai rất nhiều lỗi ngữ pháp. Thì cái này nếu như các bạn học CCL thì các bạn sẽ được fix. Bởi vì khi các bạn xài tiếng Anh, nếu như sau này các bạn đã quyết định định cư tại nước Úc, cái tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ hai, coi như là ngôn ngữ của đất nước thứ hai của mình đi. Thì khi các bạn xài tiếng Anh, các bạn cần phải hiểu là tại sao tôi xài cái chữ này mà tôi không xài cái chữ kia.
Và tiếng Anh của mình nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn, nhất là những bạn nào mà sau này khi làm việc ở nước Úc và các bạn có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, các bạn sẽ không nên sử dụng broken English để nói chuyện với cấp dưới của mình. Ok, cho nên là cái chuyện mà có tiếng Anh tốt nó cũng là một phần để giúp cho các bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp. Ok, vậy thì tới đây là Leo nghĩ là mọi người cũng đã hiểu sơ sơ về bài thi CCL rồi. Thì không biết là các bạn nào có câu hỏi về bài thi CCL hay không? Đặc biệt là những bạn mà sắp tốt nghiệp và chuẩn bị đang làm hồ sơ để xin PR. Dạ, cảm ơn chị Leo rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn có câu hỏi nào các bạn đặt luôn cho chị Leo ở một chat box nha. Dạ rồi, có bạn rồi, cả hai bạn nha. Nam Phương hỏi, chị ơi, cho em xin hỏi bằng CCL sẽ valid trong bao lâu và bài thi này giống như là nói ít sai ít đúng không? Mình nói vừa đủ thôi. Thứ nhất là bài thi này sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Cái thứ hai là em hỏi là bài thi này tức là nói ít sai ít. Không hẳn, không phải là nói sai ít, mà là nói đúng thì sẽ không bị trừ điểm. Leo sẽ sửa là như vậy. Slogan là gì? Nói đúng thì sẽ không bị trừ điểm. Nếu như nói đúng và đủ thì sẽ được bảo toàn số điểm. Chứ không phải là nói ít thì sẽ bị sai ít. Ví dụ như người ta nói một câu 1, 2, 3, 4, người ta nói 5 ý mà em dịch ra chỉ có 3 ý thôi, tức là em nói ít đó. Không phải là em sai ít đâu, mà em mất hết luôn cả 2 ý còn lại của người ta, sẽ bị trừ điểm sạch sẽ cái chỗ xác mình đó luôn. Cho nên là không phải là thôi mình không biết nên thôi mình nói ít thôi để cho người ta không trừ điểm. No, người ta vẫn sẽ trừ. Cho nên cái slogan của mình là gì? Nói đúng là bước đầu tiên. Khi các bạn đã làm quen với bài thi CCL trong vòng 1-2 tháng đầu tiên rồi, các bạn bắt đầu nâng tầm lên thêm một tầng cao mới nữa là gì? Nói đúng và đủ. Ok, như vậy sẽ cho mọi người dễ hình dung. Dạ, cảm ơn chị. Thanh Dung hỏi là trong trường hợp chỉ có một slot để thi CCL thì trong một tháng thì mình nên book lịch trước bao lâu thì được hả chị? Hiện giờ trong năm 2021 á, thì chỉ có 2 ngày thi duy nhất thôi còn sót lại, đó là ngày 13 tháng 9 và ngày 10 tháng 12. Nhưng lịch thi ngày 13 tháng 9 là fully booked rồi, các bạn không chen chân vào được nữa, và chỉ còn rất ít chỗ vào ngày 10 tháng 12. Và lịch thi của năm sau 2022 thì vẫn chưa có. Cho nên Leo recommend nếu như các bạn thực sự quan tâm tới chuyện hồ sơ PR của mình có 5 điểm quý giá này, các bạn nên book cái lịch thi vào tháng 12 trước. Rồi sau đó khi các bạn học với Leo á, Leo sẽ review cho các bạn hàng tuần hoặc là mỗi 2 tuần, thì Leo sẽ nói là với cái mức độ học như thế này của bạn thì bạn đủ sức để mà thi tháng 12 chưa. Nếu mà hai chị em hoặc là mình học với nhau mình cảm thấy là ok rồi, tháng 12 đi thi luôn thì mình sẽ có điểm sớm. Nhưng nếu mà chưa thì từ giờ đến tháng 12 chắc chắn Nati nó sẽ bắt đầu, nó có những cái lịch thi năm 2022, thì các bạn sẽ dời lịch thi của các bạn vào sau đó, được chưa? Nhưng phải có được một cái slot thi trước đã rồi dời tới dời lui sau. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Còn bạn nào còn có hỏi nữa không? Các bạn Vũ Thị Lưu hỏi, hai chị Leo, CCL là viết tắt của chứng chỉ gì ạ? CCL là viết tắt của Credential Community Language. Thì cái Credential Community Language này hồi nãy Leo có đề cập á, thì nó là một bài thi về ngôn ngữ cộng đồng của nước Úc. Cho nên những bạn nào mà mới qua Úc hoặc là những bạn nào mà đã Úc một thời gian rồi thì các bạn cũng nên biết tới mấy cái này. Tại vì mấy cái này là mấy cái mà nó nói về kiến thức xã hội của Úc và những cái quyền lợi của một người dân Úc. Các bạn sẽ biết được Medicare là gì. Medicare là cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của Úc rất là tốt của chính phủ dành cho công dân Úc. Các bạn sẽ biết được Centrelink là gì. Centrelink là một cái trung tâm, một trong những cái dịch vụ của Department of Human Services, là dịch vụ nhân sinh của chính phủ Úc. Là ví dụ nha, trong thời điểm mà COVID lockdown như thế này thì chính phủ Úc thông qua Centrelink là trợ cấp cho người dân một tuần là 750 đô Úc nếu như các bạn mất job. Vậy thì các bạn mà học bài thi CCL này, ngoài chuyện là các bạn học được thêm về kiến thức xã hội Úc, ngoài chuyện các bạn lấy được thêm 5 điểm cho hồ sơ PR, thì các bạn lại còn improve được cái communicative skill của các bạn nữa. Ok. Dạ, cảm ơn chị. Bạn Phương Đi có hỏi là kết quả bài thi có thời hạn là bao lâu? Thì hồi nãy mình vừa trả lời rồi chị ha, mình valid trong vòng 3 năm đúng không chị? Dạ, 3 năm chị. Dạ, cảm ơn chị. Và khi các bạn thi xong á, thì trong vòng 2 đến 3 tuần các bạn sẽ có kết quả. Dạ. Thanh Dung có hỏi là trong trường hợp dịch từ câu tiếng Anh sang tiếng Việt mà em dịch không sát nghĩa lắm, ví dụ có bị trừ điểm không? Ví dụ cơm tấm thì dịch thành cơm sườn, thì do tiếng Việt mình khác vùng miền nên thấy có nhiều từ mình nói cũng khác nhau.
này phổ biến gì hết dạ yes rất rất phổ biến cái này thì khi các bạn thi CCL các bạn đừng lo tại vì những cái từ mà sử dụng trong bài thi CCL là từ phổ thông sẽ không sử dụng từ vùng miền. Trước đây đã có trường hợp sử dụng từ vùng miền, ví dụ đề thi của năm ngoái tháng 12 năm 2020 có một cái đề là ngày mai tôi phải dẫn ông cụ đi khám. Thì ở đây nếu như bạn nào mà background á, mà là người miền Bắc á, các bạn hiểu ngay cho ông cụ đây là my father. Nhưng mà những người miền Nam á, không hiểu. Người ta là dịch là my old man, người đàn ông già. Không biết là ông cụ này là grandfather hay là father. Cho nên là Leo cũng có nói chuyện với lại Nati, mình cũng có feedback qua lại trao đổi với Nati. Thì từ đó trở về sau thì tất cả những bài thi online từ đó cho tới bây giờ các bạn sẽ không phải lo lắng về cái chuyện là sử dụng từ vùng miền nữa. Toàn bộ sẽ là tiếng Việt phổ thông. Và một cái nữa là các bạn á, khi các bạn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, các bạn sẽ gặp một số những khó khăn sau đây. Sẽ có những từ các bạn không biết dịch tiếng Việt nó là cái gì. Cái này các bạn phải chấp nhận. Bởi vì hai thể chế chính trị và hai đất nước khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau, sẽ có một số những cái concept, những cái khái niệm Úc có mà Việt Nam mình không có. Cho nên khi một từ trong tiếng Việt, các bạn sẽ phải diễn đạt thành văn xuôi rất dài dòng. Từ tiếng Anh, các bạn phải diễn đạt thành văn xuôi rất dài dòng trong tiếng Việt. Và ngược lại, khi các bạn có một cái từ nào đó rất cụ thể, rất specific trong tiếng Việt, nhưng khi các bạn dịch sang tiếng Anh, các bạn phải trung trung hóa nó lên. Là bởi vì sao tiếng Anh nó không có cái từ đó. Ví dụ như Leo nói, giờ chị Leo hỏi các bạn mang những món ăn ra, thường á, món ăn các bạn không nên dịch nhiều đâu. Một số những món ăn, ví dụ như bánh mì Việt Nam, các bạn thấy bây giờ đâu cần phải dịch. Được chưa? Những món ăn, mình sẽ không nói tới phần món ăn, tại vì nó là tên riêng của một số món này. Nhưng mà ví dụ như Leo lấy một cái concept, ví dụ như ở bên Úc, nó có một concept là bulk bill. Bulk bill. Bulk bill ở đây có nghĩa là gì? Là khi các bạn đi khám bệnh thì chính phủ sẽ trả tiền. Chứ các bạn không cần phải móc ra một xu nào trả tiền cả. Nhưng mà cái đó ở bên Việt Nam mình á, thì mình sẽ phải dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt như thế nào? Thì nổi trong tiếng Anh chỉ có hai chữ là bulk bill thôi. Nhưng khi các bạn dịch sang tiếng Việt, nó phải là một cụm là dịch vụ khám bệnh chính phủ trả tiền hoặc dịch vụ khám bệnh tính phí cho chính phủ. Các bạn sẽ phải dần làm quen với những khái niệm như vậy. À, cho nên là Leo nói là khi các bạn học CCL á, thật ra việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt á, nó sẽ khó. À, nhưng mà không đến nỗi quá khó. Khó là khó từ phần tiếng Việt sang tiếng Anh. Rất nhiều bạn chết ở chỗ này. Tại vì các bạn không biết là phải dịch như thế nào. Leo lấy ví dụ trong một đề thi người ta nói là mẹ tôi muốn về với quê cha đất tổ. Các bạn đứng luôn, các bạn biết dịch sao? Các bạn không biết là quê cha đất tổ dịch là cái gì. Thật ra trong tiếng Anh cực kỳ đơn giản. My mom just wants to go back to her hometown. That's it. Ok, cho nên tiếng Việt mình á, bản chất của tiếng Việt mình rất là cụ thể. Một từ chỉ có thể xài cho một bối cảnh duy nhất thôi. Quê cha đất tổ chỉ có một bối cảnh duy nhất thôi. Nhưng tiếng Anh một từ có thể xài thành nhiều nghĩa khác nhau tùy context. Ví dụ chữ available. Nếu như chữ available trong bối cảnh là I'm looking for a boyfriend, I'm available right now. Vậy thì câu đó sẽ có nghĩa là tôi đang kiếm bạn trai, hiện giờ tôi đang độc thân. Nhưng cũng cùng là chữ available đó. Nhưng nếu mà ví dụ như chị hỏi Gina đi, hey Gina, are you available tonight? Let's go have some dinner. Thì lúc đó lại có nghĩa hey Gina, tối nay rảnh không? Mình đi ăn. Vậy thì chữ available trong bối cảnh này nó lại biến nghĩa thành chữ rảnh rồi. Hoặc các bạn đi mua hàng ở trên mạng thì các bạn gọi điện thoại đến cửa hàng, hey, do you have this one available in stock? Thì cái câu này lại có nghĩa là bạn còn hàng hay không? Chứ cái chữ available lại có nghĩa là còn hàng hay không? Ok, khi nào các bạn học CCL với Leo, các bạn sẽ thấy là hai cái ngôn ngữ nó sẽ có hai cái cách sử dụng, hai cái feeling, hai cái vibe khác nhau. Chỉ cần các bạn adapt được, các bạn hiểu được hai cái vibe đó, các bạn dịch qua dịch lại sẽ rất là dễ. Dạ, cảm ơn chị. Dung cũng có câu hỏi thêm là nếu mình không dịch được thì mình dịch đại hay bỏ qua luôn chị? Đây là một câu hỏi rất hay. Vậy thì Leo sẽ nói luôn, nếu như các bạn không biết dịch được chỗ đó là gì thì các bạn nên bỏ qua. Bởi vì sao? Thà mình im lặng để chúng không biết mình ngu, còn hơn là khi mình mở miệng ra để chúng không còn nghi ngờ gì nữa. Được chưa? Khi các bạn mở miệng ra mà các bạn dịch sai, ngay lập tức thầy và cô chờ những bé này dịch chỗ này sai, nghe cái chữ này dịch mà sai, trừ điểm. Nhưng nếu các bạn skip qua chỗ đó, thầy cô nói, bé này bỏ quên mất chỗ này nè, cũng trừ điểm, nhưng mà sẽ trừ điểm ít hơn. Hiểu không? Ít ra là mình không có tạo cái bad impression cho cái người chấm điểm là tôi dịch sai, mà tại vì tôi quên, không nhớ chỗ đó thôi. Hiểu ý Leo không? Ok. Chị Leo, nếu mà trừ điểm như vậy thì mình trừ bao nhiêu điểm mình biết không chị? À, cái này cũng là một câu hỏi hay. Cái này Leo sẽ nói công khai với mọi người luôn nha. Cái matrix chấm điểm của CCL á là hoàn toàn confidential.
Nati không bao giờ disclose cho bên ngoài. Và các bạn cũng sẽ không bao giờ được biết thầy hoặc cô nào là người chấm điểm cho các bạn. Và thầy và cô mà chấm điểm cho các bạn á, là khi các bạn làm bài mà thu âm cái audio của các bạn lại á, thì cái audio đó sẽ được gửi cho thầy cô, nhưng mà không có tên, không có gì hết, là một cái mã số thôi. Thì khi người ta chấm, người ta không biết là người ta chấm cho ai. Và các bạn cũng sẽ không bao giờ biết được là người ta chấm điểm là thang điểm A, B, C, Z, G, là trừ 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm hay gì đó không. Nhưng mà bởi vì tại vì Leo đã dạy CCL một khoảng thời gian khá là dài rồi á, nên là mình hiểu được cái cách, cái E chấm điểm của thầy cô, thì Leo sẽ hướng cho các bạn làm bài sao để mà mình theo cái E đó, nương theo cái E của người chấm điểm để mình hạn chế tới cái chỗ mà mình trừ điểm nhiều. Ha. Dạ, cảm ơn chị. Còn bài nào có câu hỏi nữa không? Nếu mà bạn nào có câu hỏi đặt vừa qua mà mình do thời lượng chương trình mình không giải đáp được thì Du học sếp đã inbox các bạn ngay trực tiếp on Zoom để mà hỏi thông tin, các bạn vui lòng trả lời nha. Các bạn cứ gửi họ tên và số điện thoại thì ngay sau buổi event ngày hôm nay thì bên Du học sếp sẽ liên hệ lại các bạn để giải đáp luôn ha. Nếu mà các bạn không biết còn ai nữa không nhỉ? Các bạn nào còn thắc mắc thì các bạn để lại thông tin cũng số điện thoại, hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ qua fanpage của Du học sếp nha. Các anh chị tư vấn sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ cho các bạn. Vậy thì chúng ta có Dung còn một câu hỏi, còn anh. Vậy thì mình spend khoảng 2 phút nữa để mình để trả lời hết câu hỏi còn lại luôn ha chị ha. Mình sẽ có 2 phút để mình trả lời luôn nha các bạn. Thời lượng chương trình cũng hơi dài rồi đó. Anh Phạm là chị ơi, cho em muốn hỏi là sau khi nhận điểm mình có thể xin hỏi chấm lại bài thi của mình được hay không? Nếu như em rớt em không được 63 trên 90 thì em được quyền em yêu cầu chấm lại, được chưa? Nhưng mà để em được yêu cầu chấm lại thì cái bài thi của em á, nó phải được từ 59.5 trở lên thì người ta mới đồng ý chấm lại cho em, và em phải đóng một cái phí $250 để em được chấm lại. Ok. Còn nếu như mà em đã đậu rồi, em đậu không có bài nào dưới điểm liệt 29 và em đậu ví dụ 80 trên 90 luôn đi, mà em ghét, em không thích, em nói là không, thi là phải được 90 trên 90, 80 trên 90 mà không vui, yêu cầu chấm lại, được, cái đó là đóng góp cho Nati thôi, không có gì hết. Ok, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể được yêu cầu chấm điểm lại nếu như điểm của các bạn là rớt và các bạn cảm thấy không có fair, nhưng mà để được chấm lại phải là 59.5 trở lên. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn cũng đừng có quên là Du học sếp đang support cho các bạn học sinh với gói học bổng là trị giá lên tới $2,021 nha. Trong đây bao gồm là lệ phí xin visa, phí hệ thống xin trường tại các bang, đồng thời là còn có hỗ trợ phí visa du lịch cho phụ huynh nếu mà ba mẹ các bạn muốn sang thăm các bạn năm sau chẳng hạn. Và đặc biệt là Du học sếp còn hỗ trợ các bạn voucher sử dụng dịch vụ tư vấn chiến thuật tìm kiếm việc làm nè. Ví dụ hồi nãy anh Dũng có chia sẻ là cách kiếm khi mà mình xin việc làm thì mình chuẩn bị một cái resume, các bước chuẩn bị cho phỏng vấn và những cái tips khác apply job thì bạn đều có thể sử dụng cái voucher này nha. Các bạn ngoài ra còn có voucher về tư vấn với định cư với luật sư di trú và shopping nữa, nên các bạn cứ liên hệ với Du học sếp để được tư vấn cụ thể hơn về cái ưu đãi này. Rồi, như đầu chương trình thì chị có chia sẻ là sẽ có phần quà nhỏ nhỏ dành cho năm bạn tương tác nhiều nhất, thì ở đây chị xin công bố tên các bạn luôn nha. Các bạn Như Nguyễn nè, Hayley Lư nè, Thị Hà, Đoàn Lê nè, Minh Anh và Thanh Dung. Các bạn ơi, các bạn inbox vào fanpage của Du học sếp nha. Các bạn để lại thông tin rồi anh chị sẽ gửi quà đến cho các bạn. Ok, chắc là sẽ không còn câu hỏi nào nữa nha. Để em hỏi chị Leo đợi chút xíu, còn bạn nào nữa không? Ok. Rồi xin nhắc lại nha các bạn, Như Nguyễn nè, Hayley nè, Thị Hà, Đoàn Lê, Minh Anh và Thanh Dung, các bạn inbox vào fanpage để được nhận quà nha. Ok. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các khách mời đã đồng ý tham dự và dành thời gian chia sẻ những thông tin hữu ích vừa qua. Cảm ơn chị Yến, cảm ơn chị Leo, cảm ơn bạn Dũng. Cảm ơn sự quan tâm và sự ủng hộ của các bạn học sinh trong buổi workshop ngày hôm nay. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Xin chúc tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe, bình an và hy vọng chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau trong các sự kiện tiếp theo. Các bạn nhớ follow fanpage Du học sếp để được cập nhật những event sắp tới và cùng đăng ký tham dự nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị.